Chương 1, Kim Ma Bang, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Võ Lâm Trung Nguyên đang hồi cực thịnh. Đạt được điều này phải nói đó là nhờ bao công lao và tâm huyết của minh chủ Võ Lâm, với sự trợ giúp đắc lực của chấp pháp ân oán đài. Đã nói Võ Lâm đang hồi cực thịnh, tại sao lại còn có ân oán đài? Dễ hiểu, đã là người tất khó tránh khỏi những điều thị phi và càng khó tránh hơn khi họ đều là những nhân vật võ lâm xem võ công như sinh mạng đồng thời chỉ muốn giải quyết những thị phi những tranh chấp bằng chiêu thức bằng võ học đã có tranh chấp tất có thắng bại và hễ có thắng bại có kẻ được người thua phải có những đố kỵ ganh ghét dẫn đến hiểm thù hiểm thù là cách nói khác của sự ân oán vậy để giải quyết những ân oán nhưng không làm cho giang hồ náo động minh chủ võ lâm đã thực hiện thành công điều này bằng cách thiết lập một ân oán đài những kẻ vì chút hiểm thù muốn giải quyết những tranh chấp những ân oán được cứ tùy tiện đưa nhau đến ân oán đài thế thức như thế này chia thành hai bên tả hữu người cần giải quyết tranh chấp cũng là người khiêu chiến thì tiến lên ân oán đài theo lối tả và việc khiêu chiến chỉ được xem là hợp cách nếu người khiêu chiến vừa tiến lên ân oán đài vừa dùng tay hoặc dùng khí giới gõ ba lần vào ba cái chuông được treo dọc theo lối lên ân oán đài đây gọi là kích oán chung ngay tiếng chuông đầu tiên phía hậu đài sẽ có người minh chủ phủ xuất hiện người này hiện thân với một nhiệm vụ duy nhất đó là quan sát có hai việc cần phải quan sát thứ nhất xem kẻ vừa kích oán chung có thành tâm hay không nếu có thì phải lập tức để tâm đến điều thứ hai xem ở phía hữu của ân oán đài có ai là người xuất hiện để tiếp nhận sự khiêu chiến hay không mọi việc kể như ổn thỏa nếu tiếng chuông thứ hai vang lên và ở mé hữu quả nhiên có người tiếp nhận khiêu chiến sau tiếng chuông thứ hai bảy nhân vật được gọi là chấp pháp ân oán đài sẽ xuất hiện đây là bảy nhân vật được người của thất đại phái đề cử mỗi phái cử ra một người là người của chính môn phái này do người khiêu chiến chưa kích đủ ba tiếng chuông nên phận sự của chấp pháp ân oán đài chỉ là đứng yên nhìn và lượng định tình thế nếu song phương thuộc hai phe khiêu chiến và bị khiêu chiến có những biểu hiện cho thấy là sự tình không mấy nghiêm trọng. Bảy nhân vật chấp pháp ân oán đài tự cảm nhận là có thừa năng lực xử lý tất cả sẽ chờ tiếng kích oán trung vang lên lần thứ ba cũng là lần cuối cùng. Và những ân oán hoặc tranh chấp chỉ được giải quyết bằng võ học khi chấp pháp ân oán đài đã tần tự nghe song phương giải bày và cũng có nhận định họ không còn cách nào để hòa giải khiến song phương tự nguyện gạt bỏ mối ân oán. Để kết thúc, khi trận chiến được diễn khai công bằng, kẻ thắng người thua được phân định. Chấp pháp ân oán đài ngoài việc ngăn cản những thủ đoạn bất minh, tránh việc lạm sát cần phải có thêm một hành vi tối hậu nữa. Đó là buộc song phương phải lập một ước thúc trong đó ghi. Hoặc vĩnh viễn bãi bỏ việc tầm thù hoặc song phương chỉ được tái đấu sau một khoảng thời gian tối thiếu là 10 năm mười năm như minh chủ võ lâm lập luận đủ cho người bại trận hôm nay có thời gian khổ luyện công phu và như vậy chỉ ít sẽ thu được một trong hai kết quả về sau về võ công thì tăng tiến nhờ đó vô hình chung nền võ học của võ lâm trung nguyên chỉ có tiến không có lùi kế đó khi võ học tăng tiến người khổ luyện cũng tăng thêm mức độ hàm dưỡng. Biết đâu, nhờ đó, khi nghĩ lại, họ sẽ tự nguyện bãi bỏ chuyện ân oán năm xưa đã xảy ra trong lúc họ hãy còn ít niên kỷ và còn nhiều sốc nổi nhất thời. Bằng cách này, cả Minh chủ Võ Lâm lẫn chấp pháp ân oán đài càng lúc càng mãn nguyện vì đã 10 năm trôi qua, người tìm đến ân oán đài đã thưa dần, hệ quả dẫn đến là Võ Lâm trung nguyên nhờ đó. Đang trong thời cực thịnh chưa từng có, và toàn thể võ lâm đều nhất nhất tán thành một đề xuất mới đây nhất của minh chủ võ lâm ân oán đài chỉ được khai diễn nửa năm một lần như vậy cứ hai lần trong một năm chấp pháp ân oán đài mới phải xuất hiện để được nghe tiếng kích oán chung vang lên hôm nay là lần đầu tiên của ân oán đài khai diễn sau nửa năm dài im tiếng ung dung và đĩnh đạc giang công tử chậm rãi đếm bước vừa đàm đạo với một nhân vật đồng hành lưu huynh thử đoán xem có bao nhiêu người sẽ kéo đến ân oán đài để dự khán trường nhiệt náo này người được hỏi cũng là một thiếu gia công tử cũng có phong tư tài mạo tuấn tú không hề kém vị công tử họ giang do đó cũng hoàn toàn là bình thường khi nhân vật này thản nhiên đưa mắt điểm qua hàng hàng lớp lớp những nhân vật võ lâm đang náo nước đi phía trước với thời gian đình đốn là nửa năm lần khai mở ân oán đài nhất định phải có nhiều vụ việc cần giải quyết giang công tử mỉm cười đó là điều hiển nhiên bất luận ai cũng biết như vậy vị công tử họ lưu vẫn tiếp tục dùng mắt điểm qua mọi người để giải quyết một tranh chấp ở ân oán đài cần phải có người khiêu chiến và một bị khiêu chiến hậu thuẫn cho hai nhân vật này phải có hai nhóm người ở hai phe và tùy theo thế lực của hai nhân vật nọ phe nhóm hậu thuẫn cho họ sẽ là vài ba người hoặc đông đến vài mươi người giang công tử cười thành tiếng lưu huynh muốn nói những nhân vật đang đi phía trước chúng ta đều có liên quan đến những tranh chấp cần giải quyết ở ân oán đài lần này đến lúc này vị công tử họ lưu mới chịu quay mặt nhìn qua người đồng hành là giang công tử do giang huynh bảo đệ đoán số người lần này nên đệ không thể không nhận định chuẩn xác như vậy, nếu cứ một vụ tranh chấp là có tối thiểu 10 người dự khán và giả định có ít nhất là 10 vụ tranh chấp, vị trí số người kéo đến phải ngoài trăm. Chưa hết, Định Mở Miệng nói xen vào, Giang công tử phải thu lại khi nghe vị công tử họ Lưu tỏ ý muốn nói thêm. Quả nhiên, Lưu công tử vẫn chưa nói hết thật. Vừa cười, Lưu công tử vừa phát thoại, "Như Giang huynh, đệ đoán chắc sẽ còn nhiều người khác kéo đến không vì có liên quan đến những việc cần tranh chấp." đó là người của tam trang chúng ta, của nhị bảo, của nhất viện. Hất hàm chỉ về phía trước, Lưu Công Tử nói rõ hơn. Nhìn sắc phục của những nhân vật kia, màu đỏ là của xích long bảo, màu vàng là của phiên thiên bảo, màu trắng là của bách hoa viện, đệ nghĩ, họ cũng như tam trang chúng ta. Chỉ muốn được mục kích một lần cuộc tranh chấp hy hữu giữa hai đại phái thiếu lâm và võ đang. Như vậy có thể đoán số người kéo đến lần này phải ít lắm là ngoài 200 giang công tử gật gù hai trăm một trường nhiệt náo có thể nói là vô tiền khoáng hậu bất chợt đi ở phía sau giang công tử có một tốp tùy tùng gồm năm người một trong năm người này là một gã thư đồng với niên kỷ chỉ chừng mười lăm gã đột nhiên lên tiếng là hai đại phái uy trấn giang hồ và gồm những người tu phật tu tiên sao thiếu lâm và võ đang lại còn có những tranh chấp cần phải đưa đến ân oán đài đưa mắt nhìn gã thư đồng lưu công tử kinh ngạc cầm kỳ thi họa thông thường giang huynh chỉ mang theo bốn vị tùy tùng sao lần này lại có đến năm giang công tử cười gượng đệ cũng đâu có muốn đưa y đi nhưng do y nài nỉ y bảo y muốn đến ân oán đài một lần cho biết vụt đổi giọng giang công tử khẽ gắt gã thư đồng tiểu định đưa ngươi đến ân oán đài ta chỉ muốn làm tròn lời hứa của phụ thân ta thiết nghĩ người phải biết thân biết phận đừng buộc ta phải nặng lời với ngươi hoặc phải thay đổi ý định bị trách gã thư đồng không những không có thái độ hối lỗi trái lại gã tuy cúi đầu còn vẫn mở miệng như có ý trách biện giang công tử như tiểu nhân đã nói với giang trang chủ cùng với chuyện đi đến ân oán đài lần này tiểu nhân còn muốn biết tất cả những gì có liên quan đến ân oán đài câu hỏi vừa rồi của tiểu nhân cũng là nhằm ý đó không lẽ không đúng nét mặt của giang công tử vụt xa sầm người vẫn bẻm mép ư người hứa với ngươi là phụ thân ta ta tưởng ngươi nên biết rõ điều đó mới phải gã thư đồng ngước mặt nhìn lên giang công tử định không thực hiện lời ủy thác của giang trang chủ giang công tử cười nhẹ nếu đúng như ngươi nói thì sao phải chăng ngươi sẽ quay lại bổn trang và đòi lại vật ngươi đã trao cho gia phụ nghe đến đây vị công tử họ lưu vụt sen vào đệ hiểu rồi do gã có trao một vật cho lệnh tôn đổi lại giang huynh phải đưa gã cùng đến ân oán đài gã thư đồng mở miệng tình cờ cũng là lúc giang công tử lên tiếng không sai đúng vậy lưu huynh có muốn biết đó là vật gì không lưu công tử lướt mắt nhìn qua gã thư đồng sau đó dừng lại ở giang công tử là vật gì giang huynh Giang công tử chợt xòe rộng bàn tay rồi nắm lại thật nhanh, nhưng cũng đủ cho vị công tử họ Lưu nhìn thấy đó là vật gì. Lưu công tử biến sắc, "Là vật này?" Gã thư đồng giật mình nhìn Lưu công tử, "Lưu công tử cũng biết vật này?" Sắc mặt trở lại bình thường, Lưu công tử đáp thật mơ hồ, "Ta cũng nghe có người đề cập qua." "Mà này, tiểu huynh đệ tìm thấy vật này ở đâu?" Gã thư đồng bỗng có nét mặt kín như bưng, "Tiểu nhân tình cờ nhặt được." biết gã thư đồng không nói thật, Lưu công tử bỗng hạ thấp giọng. Có phải chính vì vật này tiểu huynh đệ mới nảy ý tìm đến ân oán đài? Gã thư đồng đáp và mắt không hề chấp không? Tiểu nhân muốn đến ân oán đài chỉ là vì hiếu kỳ mà thôi. Lưu công tử cau mày. Hiếu kỳ, cũng cau mày như vậy, Lưu công tử hướng ánh mắt về phía Giang công tử, thật ư? Giang công tử vội nhìn qua gã thư đồng thấy gã không để ý, Giang công tử lập tức nháy mắt với vị công tử họ Lưu. Chính gia phụ đã từng dò hỏi Thủy Trung y chỉ nói bao nhiêu đó. Nhận được cái nháy mắt của Giang công tử, vị công tử họ Lưu bỗng vì cười. Nếu vậy đủ chứng tỏ vị tiểu huynh đệ đây dù có muốn nói gì thêm cũng không còn gì để nói. Giang công tử trợn mắt, ý của Lưu huynh là lưu công tử hăm hở tiến bước ý của đệ là giang huynh phải có trách nhiệm làm tròn sự ủy thác của lệnh tôn đừng để chúng ta là những người sau cùng tìm đến ân oán đài xem kia chúng ta đã bị mọi người bỏ rơi khá xa rồi đó nhìn lại thấy dòng người quả nhiên đã đi xa ở phía trước giang công tử chép miệng chúng ta sắp bị chậm chân rồi đi thôi đồng loạt tất cả cùng rảo bước và làm như vô tình giang công tử vờ quên luôn câu hỏi của gã thư đồng liên quan đến mối tranh chấp giữa hai đại phái thiếu lâm và võ đang do chậm chân nên khi đến nơi gã thư đồng chỉ thấy trên ân oán đài là một bình đài cao chừng hai trượng có một hiện trạng kỳ khôi như đã diễn ra được một lúc lâu đó là lối đi bên tả để dẫn lên ân oán đài đang có sự tranh giành giữa hai nhân vật một tăng phục và một vận đạo báo hai nhân vật này ngoài việc tranh chấp lối đi cả hai còn như tranh phần để được gõ vào một trong ba quả chuông đồng vốn được treo cạnh đó vị đạo nhân tay cầm trường kiếm đang cố vận dụng những chiêu thức nhanh ảo để cố làm sao vừa có thể lấn áp vị tăng nhân kia vừa có thể gõ kiếm vào chuông ngược lại thiền trượng trên tay vị tăng nhân tuy có vẻ nặng nề nhưng để ngăn cản ý đồ của vị đạo nhân thì từng chiêu từng thức của vị tăng nhân cũng tỏ ra có thừa uy lực vì thế suýt mấy lần thiền trượng của vị tăng nhân không còn mấy nỗi nữa đã chạm chúng vào chuông đồng và vị tăng nhân chỉ bị cản lại khi vị đạo nhân buộc lòng phải thích mũi kiếm sắc bén vào những bộ vị trọng yếu của vị tăng nhân không ngoài dự đoán của vị công tử họ lưu như gã thư đồng vừa lướt mắt nhìn quanh diễn trường số người đang mục kích chuyện xảy ra trên ân oán đài quả nhiên phải có đến hai trăm và hai trăm con ngươi này phải nhất tề xôn xao nhất loạt đàm luận đối với hiện trạng kỳ khôi kia giữa một tăng một đạo gã thư đồng dòng tay nghe những lời đàm luận sao lại phải tranh giành thì cứ phái này nhượng phái kia chờ giải quyết xong việc của phái này ắt sẽ đến lượt của phái kia thôi hừ thôi huynh nói dễ nghe thế sao họ đâu thể nhân nhượng cũng phải nhượng sao được mà nhượng khi võ đăng thì tố giác thiếu lâm, ngược lại kẻ bị phái thiếu lâm tố giác lại là môn hạ của võ đăng phái, họ tố giác lẫn nhau. Về chuyện gì? Hai phái này lần lượt có đệ tử bị hãm hại. Đệ tử thiếu lâm phái bị tuyệt kỹ võ đăng lấy mạng. Ngược lại, ngược lại đệ tử võ đăng thì bị hại vì tuyệt kỹ phái thiếu lâm, ối trà. Có việc này sao? Nhưng phái nào gây ra trước thì huỳnh nhân huynh cứ nhìn thì biết bởi không phái nào chịu nhận là do người của mình gây ra trước nên cả hai mới phải tranh giành quyền được là người đầu tiên kích oán chung gã thư đồng hiểu hai nhân vật đang tranh giành giả như có một người thắng thế và người đó gõ được vào chuông thì như vậy người còn lại phải rơi vào tình trạng bị người kia khiêu chiến tố giác do không ai muốn rơi vào cảnh đó nên họ buộc phải tranh giành bo ong đang ngẫm nghĩ, một tiếng chuông trầm trọng vang lên làm gã thư đồng giật mình. Nhìn lại, gã thư đồng phát hiện nhân vật vừa kích được tiếng kích oán chung đầu tiên chính là nhân vật vận tăng phục. Sợ lỡ mất tiên cơ, vị đạo nhân bất ngờ hét to. Đi, và rác, thanh kiếm trên tay vị đạo nhân bỗng gãy đôi và hai nửa thanh kiếm này liền được vị đạo nhân vận lực ném mạnh vào hai quả chuông còn lại. Veo, veo. Nhìn hành vi của vị đạo nhân, mọi người đứng dưới ổ lên, quả là cao kiến, cứ thế này, võ đăng sẽ là người thắng thế vì đã gõ hai tiếng chuông, nhiều hơn thiếu lâm một chưa chắc. Hãy xem, câu nói chợt bỏ lửng và cũng như mọi người, gã thư đồng nhìn thấy thiền trượng của vị tăng nhân cũng vừa rời khỏi tay để xé gió lao đến quả chuông đồng thứ ba. Víu Quả chuông thứ hai do được treo gần hơn nên bị nửa thanh kiếm thứ nhất của vị đạo nhân kích chúng trước. Bong, ngay sau đó, cùng một lúc như nhau, nửa thanh kiếm thứ hai của vị đạo nhân và thiền trượng của vị tăng nhân đồng loạt va vào quả chuông thứ ba. Tuy nhiên, do thiền trượng nặng và được ném đi với lực đạo cực mạnh nên tiếng thiền trượng chạm vào chuông vang lên lập tức át đi tiếng chạm của nửa thanh kiếm cũng vào quả chuông đó. Bong với thủ pháp này đối với những ai chỉ nghe mà không nhìn thấy tất phải có nhận định chỉ có một thanh âm phát ra từ quả chuông thứ ba và đó là tiếng thiền trượng chạm vào tạo thành tiếng ngân vang thật to nhưng do lượng người tận mắt mục kích là quá nhiều nên hầu hết mọi người đều kêu lên hảo thủ pháp thiếu lâm được rồi khá lắm kể như hòa hai phái kích được hai tiếng kích oán chung không đúng vì không ai nghe tiếng kích oán chung lần thứ hai của phái võ đang công tâm mà nói cả hai phái đều đạt cho dù lực đạo do phái thiếu lâm tạo ra có phần mạnh hơn gã thư đồng dương mắt nhìn lên ân oán đài nơi đang xảy ra những hiện trạng cũng kỳ khôi không kém gì việc tranh giành của hai nhân vật thuộc phái thiếu lâm và võ đăng kia ở đó sau tiếng kích oán trung thứ nhất từ phía hậu đài lập tức có một người xuất hiện không cần nói cũng biết đó là người của minh chủ phủ nhưng do người của minh chủ phủ chưa kịp có hành động nào thích đáng thì hai tiếng kích oán chung kế tiếp lại vang lên nên ở phía hậu đài. Cho dù người của minh chủ phủ chưa quay vào thì bảy nhân vật khác được xem là chấp pháp ân oán đài cũng lũ lượt bước ra. Trước diễn biến này, người của minh chủ phủ đương nhiên phải lâm vào cảnh giờ cười giờ khóc vì để bước vào trong thì đã chậm và nếu cứ ở lại thì hoàn toàn sai với thế thức đã từng áp dụng cho ân oán đài. Tuy nhiên là chấp pháp ân oán đài, bảy nhân vật nọ có cách ứng xử khá linh hoạt. Họ tuy bước ra sau khi có tiếng kích oán chung vang lên nhưng qua tiếng sầm xì của mọi người họ biết rõ những gì vừa xảy ra. Đứng đầu bảy nhân vật chấp pháp ân oán đài là vị cao tăng, vị này cất giọng sang sảng nói cho mọi người cùng nghe, A-di-đà Phật. Thiếu lâm phái dù có kích được tiếng kích oán chung đầu tiên nhưng vì chưa kích đủ ba tiếng nên kể như vẫn chưa hợp cách vị cao tăng rõ ràng cũng là người của phái thiếu lâm nhưng qua lời nhận định hết sức minh bạch này tất cả mọi người đương nhiên đều phải thừa nhận vị cao tăng quả nhiên là một nhân vật quang minh lỗi lạc không vì là người của phái thiếu lâm mà có cách xử trí thiên vị cho phái thiếu lâm người của phái võ đang kể cả vị đạo nhân vừa có hành vi tranh giành khi nãy hầu hết đều có sắc mặt tỏ ra kính phục vị cao tăng nọ nhưng hoàn toàn trái với ý nghĩ của mọi người vị tăng nhân nọ vừa nghe vị cao tăng nói xong bỗng nhiên say người và chớp động thân hình vút và trước lúc mọi người kịp hiểu vị tăng nhân nọ có hành vi như thế là nhằm ý đồ gì thì tất cả cùng nhìn thấy vị tăng nhân giờ đã đứng cạnh quả chuông thứ hai trên miệng của vị tăng nhân liền điểm một nụ cười đưa cao tay vị tăng nhân vừa vỗ vào quả chuông đó là quả chuông khi nãy vị tăng nhân đã bỏ qua, không kích thành tiếng động. Vừa cất giọng lồng lộng, đa tạ sự chỉ giáo của trưởng lão sư thúc. A Di Đà Phật, chợt hiểu vị tăng nhân muốn làm gì và tại sao lại nói ra câu này, vị đạo nhân khi nãy bỗng gầm lên. Hay cho lão thoát hoan, dám ngấm ngầm chỉ điểm cho Tịnh Trần đại sư giảo quyết. Xem đây, cùng với tiếng gầm, vị đạo nhân bất ngờ co tay và búng ra một đạo chỉ phong nhắm vào quả chuông đồng thứ nhất. Véo, véo, lúc đó, vị tăng nhân đang chạm tay vào quả chuông thứ hai. Bong, sau tiếng chuông ngân, do phát hiện vị đạo nhân đang dùng chỉ lực để kích lên tiếng kích oán chung ở cái chuông thứ nhất, vị tăng nhân liền rũ mạnh ống tay áo tăng báo. Vù biết vị tăng nhân định dùng kình phong từ ống tay áo để hóa giải ngọn chỉ phong của vị đạo nhân mọi người ở phía dưới cùng ồ lên tán dương hào thân thủ khá lắm hóa ra đây là tuyệt kỹ thiết tụ hóa phong đã từ lâu chỉ nghe nói chứ chưa hề nhìn thấy quả danh bất hư truyền cho cả hai phái võ đang và thiếu lâm hãy xem nhãn vân chỉ kình của phái võ đang thì rõ dù bị lực đạo từ ống tay áo của vị tăng nhân ngăn cản nhưng ngọn chỉ kình của vị đạo nhân vẫn còn chút dư lực để lao xuyên qua và chạm khẽ vào quả chuông thứ nhất bong dù là khẽ nhưng vẫn là tiếng chạm vị đạo nhân bước lùi lại và cười lớn thiết tụ hóa phong của quý tự bần đạo đã thử qua đa tạ phương trượng đã phần nào nhân nhượng ha ha vị tăng nhân có phần thất vọng vì đã để cho vị đạo nhân kia rốt cuộc cũng đắc thủ công phu nhãn vân chỉ của trưởng môn cao minh, thảo nào đệ tử của tệ tự, do không đủ lực đối phó nên phải thảm tử. Tội thay cho giới nộ, A-di-đà Phật, sắc mặt của vị đạo nhân vụt xa sầm, tịnh trần ngươi nguyên là trưởng môn thiếu lâm cớ sao mở miệng là ngậm máu phun người. Biết bao lần bần đạo đã nói, giới nộ không phải do bổn phái hạ thủ nhưng sao ngươi? vị tăng nhân kia có pháp danh là tịnh trần, như vị đạo nhân vừa gọi vẫn thong thả buông từng tiếng. Cái chết của giới nộ rõ ràng là do nhãn vân chỉ, huyền thanh ngươi cũng là trưởng môn nhân, nếu có đẩm lượt làm sao không có có đảm lực nhận. Vị đạo nhân có đạo hiệu là huyền thanh lập tức có sắc mặt đỏ gay, nếu vậy sao ngươi cũng không nhận tệ đồ là do ngươi dùng tuyệt kỹ thiết tụ hóa phong đà tử. Tịnh Trần Đại Sư đưa mắt nhìn bảy vị chấp pháp ân oán đài, bần tăng lần này đến đây là muốn thỉnh cầu chư vị làm cho minh bạch chuyện này. Thiết tụ hóa phong tuy là tuyệt kỹ thiếu lâm phái nhưng đâu phải trên giang hồ không có kẻ luyện được tuyệt kỹ tương tự. Vị cao tăng đứng trong hàng ngũ bảy nhân vật chấp pháp ân oán đài liền gật gù lên tiếng, không sai. Dùng nội kinh dồn vào ngoài vật như ống tay áo chẳng hạn, bất luận cao thủ nào có nội lực thâm hậu cũng có thể làm được bần tăng trong bảy nhân vật chấp pháp ân oán đài đương nhiên cũng có người của phái võ đang người này với đạo phục uy nghi bất chợt cất cao giọng lời của thoát hoan phật huynh tuy hữu lý nhưng vẫn không đúng vị cao tăng kia chính là thoát hoan nguyên trưởng lão tăng của phái thiếu lâm và được tịnh trần đại sư gọi bằng sư thúc thoát hoan lão tăng vụt trầm giọng trang huyền đạo huynh định ám chỉ điều gì lão đạo trang huyền mỉm cười hạng cao thủ có thể dồn tụ nội kình vào vật mềm mại và biến vật đó trở nên cứng như thép, xem ra trên giang hồ hiện giờ chỉ có giam ba người. Trừ phi Phật Huynh muốn nói một trong những nhân vật này chính là hung thủ sát hại đệ tử võ đang. Lão Tăng thoát hoan vẫn khẳng khái. Nhưng dẫu sao vẫn đúng như lời bần tăng vừa nói, có nghĩa là hung phạm hạ thủ thanh vân vị tất chỉ có người của bồn tự. Lão đạo trang huyền có phần nào động dung? không lẽ phật huynh muốn nói chính bần đạo vì đã cao niên nên lú lẫn và đã hạ thủ chính đầu tôn của bần đạo lão tăng thoát hoan cười nhẹ như muốn nói gì thêm nữa nhưng chính lúc đó bỗng có tiếng người từ phía hậu đài hô hoán minh chủ đến thu lại những gì định nói lão tăng thoát hoan lùi về phía sau cùng một lúc với câu nói có phần hậm hực của lão đạo trang huyền được đã có minh chủ đến việc này hãy chờ minh chủ xử trí Gã thư đồng sau một lúc chứng kiến những gì vừa xảy ra, giờ nôn nao nhìn chăm chú lên ân oán đài, mong được trông rõ diện mạo của nhân vật hiện có uy danh tối thượng nhất trên giang hồ. Minh chủ võ lâm đĩnh đạc bước ra cho mọi người nhìn thấy sắc mặt uy nghiêm và kiên định của người đã có niên kỷ ngoại ngũ tuần. Trên ân oán đài hiện có tất thảy 10 nhân vật. Bảy người là chấp Pháp ân oán đài, hai người khác là hai người đang có chuyện tranh chấp, chính là hai vị trưởng môn của hai phái Võ Đăng và Thiếu Lâm. Tịnh Trần Đại Sư và Huyền Thanh Đạo Trưởng. Nhân vật thứ chính là Minh Chủ Võ Lâm. Có lẽ đã nghe rõ những gì đang là đầu đề tranh chấp của hai phái Võ Đăng, Thiếu Lâm, vừa xuất hiện Minh Chủ Võ Lâm liền lên tiếng. Chư vị đồng đạo giang hồ hôm nay lâm tất thắng mỗ vì muốn xử trì mối tranh chấp giữa hai đại phái thiếu lâm và võ đang nên buộc phải nêu ra một đề xuất uy danh của một minh chủ võ lâm quả nhiên không phải tầm thường với giọng nói sang sảng tràn đầy trung khí lời nói của lâm minh chủ hầu như đều lọt vào tai từng người và đương nhiên được mọi người nghiêm cẩn lắng nghe kể cả gã thư đồng cũng phải tỏ ra ngưỡng mộ và thán phục khi nghe lâm minh chủ nêu rõ đề xuất do có liên quan đến việc đang tranh chấp tạm thời nhị lão thoát hoan và trang huyền không được giữ cương vị chấp pháp ân oán đài mọi người nghĩ sao đây là đề xuất quá đỗi minh bạch khiến mọi người cùng đồng loạt kêu lên mọi việc cứ như minh chủ phân phó gã thư đồng cũng phấn khích gào vang như vậy mới phải minh chủ thật sáng suốt đứng gần gã thư đồng là bốn nhân vật cầm kỳ thi họa tùy tùng của Giang công tử, họ tỏ vẻ khó chịu khi nghe gã thư đồng hô hoán như thế. Cũng vậy, Giang công tử vừa liếc nhìn gã thư đồng nói qua hàm răng nghiến chặt, dù người không lên tiếng cũng không ai nghĩ ngươi câm. Ngươi cần gì phải làm mọi người chú ý đến. Lúc đó tuy gã thư đồng bị mắng nhưng gã vẫn chú mục nhìn lên ân oán đài và bất chợt gã cau tít đôi mày thì ra đó là người của từ gia trang nghe vậy giang công tử đưa mắt nhìn lên ân oán đài kịp lúc nghe vị minh chủ võ lâm lên tiếng thay cho vị trí của thoát hoan lão tăng sẽ là từ đại hiệp trang chủ từ gia trang và thay cho vị trí chấp pháp của trang huyền lão đạo sẽ là viện chủ bách hoa viện Lúc này trên ân oán đài xuất hiện thêm bốn nhân vật mà theo dẫn tiến của Lâm Minh chủ thì đó là đôi phu phụ viện chủ Bách Hoa Viện và Trang chủ từ Gia Trang cùng một vị công tử có niên kỷ ngoài đôi. 10. Câu nói của gã thư đồng làm cho Giang công tử phải nghi hoặc người biết Trang chủ từ Gia Trang. Gã thư đồng vẫn nhìn chăm chăm vào vị công tử đang đứng cạnh vị Trang chủ họ từ giang công tử hãy cho tiểu nhân biết phải chăng vị thiếu gia kia chính là người của từ gia trang giang công tử bĩu môi hóa ra người chưa hề biết đó là vị thiếu gia họ từ không nói không rằng gã thư đồng bỗng len lõi qua mọi người và xăm xăm tiến đến ân oán đài cả nghi giang công tử lập tức theo chân xung quanh ân oán đài cố nhiên đều là những nhân vật võ lâm, cho nên Giang Công Tử dù có muốn đuổi theo và giữ gã thư đồng lại vẫn không dám vận dụng khinh thân pháp. Trái lại, thật là bất ngờ, gã thư đồng dù có niên kỷ chỉ độ 14-15 nhưng lúc này gã đang linh hoạt di chuyển giữa chốn đông người. Chứng tỏ gã đang vận dụng bộ pháp và dĩ nhiên không thể nào chỉ là một bộ pháp tầm thường như nhận ra lai lịch của loại bộ pháp đang được gã thư đồng thi triển, Giang công tử chợt có sắc mặt trầm trọng và lập tức thi triển một loại bộ pháp khác đuổi theo. Ở chỗ đông người bỗng nhiên có hai người một trước một sau theo đuổi nhau đương nhiên dễ làm mọi người chú tâm. Và có người lên tiếng, xem kìa. Đó là tí tiên bộ pháp của lão tử quấy, sao tiểu tử kia am tường, mà cũng lạ, sao người của Giang Gia Trang như có vẻ quyết liệt, muốn đuổi theo tiểu tử vô danh kia. Họ nói như vậy vì không chỉ có Giang Công Tử là đang cố đuổi theo gã thư đồng, sau Giang Công Tử, bốn gã tùy tùng cũng dồn dập theo chân. Do có thân thủ cao minh hơn nên chỉ một lúc sau Giang Công Tử đã đến gần gã thư đồng. Gã thư đồng có vẻ như không biết gì về điều đó nên gã vẫn thản nhiên di chuyển. Sau đó, vì đã đến gần sát với ân oán đài, gã thư đồng bất ngờ dừng lại dùng lời để kể thì ngỡ là lâu nhưng thật ra chuyện xảy ra chỉ trong thoáng mát. Do đó, sau khi đề xuất hai nhân vật sắp thay thế cương vị chấp pháp của Lão Tăng Thoát Hoan và Lão Đạo Trang Huyền, vị minh chủ Võ Lâm chưa kịp nói lời nào về vấn đề đang có sự tranh chấp giữa hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng, bất ngờ nghe tiếng gã thư đồng hô hoán, minh chủ không nên dùng người họ tứ. Vì người họ từ đã gia nhập Kim Ma Bang và chính gia phù đang hô hoán bỗng nhiên gã thư đồng nín lặng. Từ trên cao nhìn xuống, vị minh chủ võ lâm cau mặt kim ma bang. Bấy lâu nay trên giang hồ làm gì có bang phái nào có danh xưng này? chương 2, Bạch Diện Quái Nhân, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Không phải bỗng nhiên gã thư đồng nín lặng. Ở phía sau gã, bàn tay của Giang Công Tử đang điểm nhẹ vào ma huyệt của gã đồng thời gã nghe Giang Công Tử lên tiếng, như muốn phân minh với mọi người, nhất là với vị minh chủ võ lâm, mong chư vị lượng thứ. Mọi việc đều do vãn bối quá nuông chiều gã, cho gã đọc nhiều khiến tâm trí gã trở nên cuồng loạn. Thế nhưng, một lần nữa Giang Công Tử phải giật mình. Vì sau lần vừa rồi được biết gã thư đồng biết thi thố túy tiên bộ pháp và lần này tuy bị khống chế ma huyệt nhưng gã thư đồng vẫn cứ tiếp tục phát thoại. Gã kêu to minh chủ lầm rồi, có kim ma băng thật sự. Không tin, minh chủ cứ soát xét khắp người họ ắt sẽ nhìn thấy kim ma bài. Đó là, giang công tử bất chợt gầm lên, người càng lúc càng xanh tâm càng giờ thế sao, tiểu định. Hãy đi theo ta nào, lần này ta không thể không nghiêm trị ngươi. Vươn tay điểm nhanh vào các huyệt đạo của gã thư đồng, giang công tử quắc mắt ra lệnh cho bọn tùy tùng, đưa y đi bất chợt có tiếng quát của vị minh chủ vang lên, chậm đã. Vừa quát, lâm minh chủ vừa định tung người nhảy xuống từ ân oán đài. Nhưng đôi phu phụ viện chủ bách hoa viện bỗng lên tiếng ngăn cản Minh chủ hà tất phải quan tâm. Bổn viện chủ rất am tường thái độ cuồng loạn của gã kia. Cũng may, do Giang Trang chủ độ lượng nên vẫn cho gã cùng Giang công tử đi khắp nơi, hy vọng chứng cuồng tâm của gã sẽ có phần nào thuyên giảm nghe thế lâm minh chủ thoáng có phần ngần ngừ được dịp vị trang chủ họ từ cười hào sảng từ mỗ cũng nhiều lần khuyến cáo giang trang chủ do không nghe theo nên bây giờ đến lượt giang công tử bẽ bàng ha ha kim ma bang kim ma bài phải thừa nhận tiểu oa nhi kia cũng có trí tưởng tượng phong phú ha ha đang bị bọn tùy tùng cầm kỳ thi họa đưa đi, gã thư đồng vẫn ngoác mồm la lên bai bãi, ta không hề tưởng tượng. Đích thị phụ thân ta đã bị bọn họ từ các người sát hại. Gã kia vô tình đánh rơi kim ma diện, ghi úp ta nhìn rõ diện mạo gã. Minh chủ chớ nên tin họ. Do không còn cách nào để buộc gã thư đồng phải im miệng, một trong bốn tên tùy tùng của Giang công tử đành phải dùng tay bịt chặt vào miệng gã tuy nhiên vì đã nghe những gì gã thư đồng vừa la lâm minh chủ bỗng có sắc diện bất định viện chủ bách hoa viện bỗng lên tiếng chuyện tranh chấp giữa hai phái võ đăng và thiếu lâm không nên để chậm mong minh chủ cho biết cao kiến với ánh mắt hồ nghi lâm minh chủ cứ nhìn mãi về hướng gã thư đồng đang được bọn tùy tùng của giang công tử đưa đi sau một thoáng nhìn quanh giang công tử bỗng hạ lệnh dừng lại như hiểu ý chủ nhân bốn gã tùy tùng sau khi buông gã thư đồng ra liền động thân lao về bốn phía vút 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 được buông tha gã thư đồng quắc mắt nhìn giang công tử nếu ta đoán không lầm giang gia trang từ lâu cũng là người của kim ma bang sắc mặt đanh lại giang công tử lạnh lùng thừa nhận ở nơi hoang vắng này chung quanh còn có cầm kỳ thi họa chia nhau cảnh giới ta không ngại nói cho ngươi biết điều ngươi muốn biết không sai, không riêng gì từ Gia Trang, người của Tam Trang từ lâu đã là người của Kim Ma Bang. Gã thư đồng phẫn nộ, thảo nào khi nhìn thấy mảnh kim ma bài do ta đưa ra, gã họ lưu kia lập tức để lộ sừng sốt. Giang công tử chậm rãi tiến đến, gần gã thư đồng. Người am tường túy tiên bộ pháp và thuật hoán chuyển huyệt đạo của tử quái, phải chăng chữ định mà ngươi xưng không phải tên mà chính là họ của ngươi gã thư đồng lo lắng nhìn từng bước chân đang tiến đến của Giang Công Tử, người định sát nhân diệt khẩu. Người đừng quên, dù sao Lâm Minh Chủ cũng có chút ấn tượng về Kim Ma Bang. Nếu ngươi giết ta, sau này Lâm Minh Chủ biết được, chẳng phải ngươi đã tự lại ông tôi ở bụi này. Giang Công Tử thất sắc, vì ngẫm lại hậu quả rất có thể như gã thư đồng nói chính lúc đó chợt có một thanh âm vang lên, trừ phi Giang Huynh không tin vào kế sách của bang chủ, bằng không đừng nên dao động vì những lời nói nhăng nói cuội của y, vốt. lưu công tử xuất hiện và bằng những lời lẽ vừa rồi gã thư đồng hiểu tính mạng của gã đã đến lúc nguy kịch. Gã căm phẫn nhìn cả hai. Hai người định giết ta. Được, vậy hai người đừng bao giờ mong sẽ nhìn thấy vật mà bang chủ kim ma bang muốn tìm. Vị công tử họ lưu cười gần, ngươi muốn nói Phật công thạch bàn. Quả nhiên ngươi chính là hậu nhân của Thoái Phi kiếm định lão thất phu, năm nào đã được tử quái cứu mạng. Giang công tử cũng cười lạnh, ngươi đừng quên bản thân ngươi chỉ là một đứa bé. Nếu ngươi định dùng Phật công thạch bản để uy hiếp bọn ta, nhằm ghi úp ngươi bảo lưu tính mạng thì đó là một hành vi hoàn toàn lầm lẫn. Trên đời này làm gì có Phật công thạch bàn? Hừ! ở gã thư đồng lập tức xuất hiện một thoáng nghi ngại nhưng trong chớp mắt hiện trạng đó biến đi thay vào đó gã thư đồng bất ngờ chuyển dịch thân hình vút sớm phát hiện ý định của gã thư đồng giang công tử đột ngột đầy bật ra một kình ngươi định chạy ư muộn rồi đỡ vù không ngờ ý định tháo chạy đã bị đối phương phát hiện gã thư đồng hoảng hốt nhảy lùi vút nhưng đúng như giang công tử vừa đề quyết hành vi của gã thư đồng thật sự đã quá muộn trưởng của giang công tử ập mạnh vào ầm gã thư đồng lảo đảo toàn thân vô tình ngả về phía lưu công tử hự lưu công tử xòe rộng hữu chảo phụ thân ngươi định sách bấy lâu nay vẫn trông chờ được hội ngộ với ngươi ở dưới cửu tuyền ngươi còn chờ gì mà không nạp mạng vụt bóng chảo cuộn thẳng vào giữa lồng ngực gã thư đồng khiến gã dù đang trao đảo cũng phải cố nghĩ cách tự cứu. Gã xoay người một cách tuyệt vọng. Tuy thế, đúng lúc bóng chảo ập đến dù sao gã thư đồng cũng xoay được lưng về phía Lưu Công Tử. Hoàn toàn đắc ý, Lưu Công Tử với ý nghĩ chộp vào đâu cũng làm cho gã thư đồng mất mạng nên vẫn ngang nhiên giữ vững chiêu thức. Vụt! Nào ngờ, ngay vào lúc tối hậu, lúc ngọn trào sắp chạm vào hậu tâm của gã thư đồng, Lưu Công Tử phải kinh hoàng khi nghe Giang Công Tử đứng ở cạnh đó hô hoán, hãy cẩn thận với thoái phi kiếm. Cùng với tiếng hô hoán này, Lưu Công Tử chợt nhìn thấy một ánh chớp xuất hiện từ phía tay của gã thư đồng. Gã thư đồng đang chộp hai tay vào nhau và cùng một lúc bất ngờ lòn phía dưới cánh tay hữu tạo ra một ánh hàn quang chớp người lao ập ra phía sau lưng nghĩa là cuộn thẳng vào thân hình Lưu công tử đang càng lúc càng tiếp cận. Ảo, kinh hoàng, Lưu công tử theo bản năng biến hữu trảo thành cương đao đồng thời quật luôn cương đao đó vào ánh hàn quang nguy hiểm nọ với một tiếng rít giận dữ giữ tiểu tử người quả là xảo quyệt. Đỡ, vù, vừa rít đến đó, đồng thời tay cương đao của Lưu công tử chỉ mới buông ra nửa vời, ánh hàn quang từ tay của gã thư đồng như mang theo hơi lạnh và hơi lạnh đó làm Lưu công tử bừng tỉnh dùng cánh tay nhục thể để ngăn chặn hoặc chạm vào kim thiết, lưu công tử hoặc xem thường thoái phi kiếm hoặc ngộ nhận, tự xem cánh tay của y cũng được luyện bằng kim thiết. Nhận thức này vừa xuất hiện thì hơi lạnh từ ánh hàn quang kia cũng vừa vặn xuyên qua thấu vào thịt da lưu công tử. Sột, một phần ống tay áo bị đứt rời. Máu huyết phún ra, ánh hàn quang trên tay gã thư đồng rốt cuộc cũng làm cho lưu công tử vương chút thương tích thu người về phía sau lưu công tử ngay khi biết đó chỉ là vết thương ngoài da do vừa rồi đã kịp dừng chiêu đúng lúc lập tức đẩy bật ra một kinh cực mạnh dám gây thương tích cho ta tiểu oa nhi ngươi quả nhiên muốn chết đỡ vù vù cùng lúc đó vì biết thoái phi kiếm của gã thư đồng đã làm cho lưu công tử mang thương tích dù chưa biết nặng nhẹ thế nào nhưng giang công tử cũng tận lực lao vào lưu ngươi lại là tự mua lấy đại họa về sau tiểu tử, đỡ, ào, ào, lưỡng đầu thọ địch mạng sống của gã thư đồng lập tức rơi vào cảnh chỉ mảnh treo chuông. Bất chợt, dừng tay, ầm, ầm, cùng với tiếng quát vang lên đột ngột, hai tiếng chạm kinh cũng vang lên và hậu quả là hai vị công tử họ lưu và họ giang đồng loạt chấn lùi về hai phía đối diện nhìn lại, thấy bên cạnh gã thư đồng giờ xuất hiện thêm một nhân vật có sắc mặt trắng toát như được phủ một lớp sáp, giang công tử kêu thất thanh, bạch diện quái nhân. Nhân vật nọ trừng mắt nhìn giang công tử, biết rõ ta là bạch diện quái nhân hẳn ngươi phải biết ba điều cấm kỵ của ta. Giang công tử biến sắc, chân bước lùi lại, tay đưa lên miệng, trụm lại và bật tiếng kêu trong vắt, hoét. Bạch diện quái nhân nghe hai hàm răng trắng nhỡn. Ngươi muốn gọi bọn tùy tùng vô dụng của ngươi? Khỏi phải phí công, trừ phi ngươi cũng muốn đi theo chúng vào tận Quỷ môn quan, tìm và báo oan đến lão Diêm Vương. Giang công tử nuốt nước bọt khan. Chúng đã, đã, đã chết. Bạch Diện quái nhân xòe hai ngón tay, gọi thẳng danh hiệu của ta, ngươi đã phạm vào một điều cấm kỵ. Dám nghi ngờ lời nói của ta, ngươi phạm tiếp vào điều cấm kỵ thứ hai. Thế nào? theo quy định của ta kẻ phạm phải liên tiếp hai điều cấm kỵ phải chịu hình phạt thế nào người nói thử xem sắc mặt của giang công tử giờ đây hầu như không còn chút huyết sắc nào y run lẩy bẩy phạm một điều cấm kỵ phải tự hủy một chi còn phạm hai điều liên tiếp thì thì lúc đó vị lưu công tử cũng run sợ không kém y đang lẳng lặng lùi dần như phát hiện điều đó bạch diện quái nhân bất thần chỉ tay vào lưu công tử đến lượt ngươi kể phạm phải liên tiếp hai điều cấm kỵ sẽ chịu hình phạt nào bật hoảng lưu công tử luống cuống tiểu nhân tiểu nhân không biết bạch diện quái nhân trố mắt không biết được vậy ta sẽ đích thân cho ngươi biết dứt lời bạch diện quái nhân chỉ thành bàn tay chảo với năm ngón tay cong vút đang líu lưỡi vì luống cuống lưu công tử chợt nói nhanh như người lần đầu tiên được khai khẩu để tiểu nhân nói ai mà phạm phải liên tiếp hai điều cấm kỵ tất phải bị đoạn tứ chi còn người phạm luôn điều cấm kỵ thứ ba tất phải mất mạng bạch diện quái nhân gật gù hóa ra ngươi biết nhưng lại giả vờ như không biết với hành vi muốn qua mặt ta kể như xem thường ta ngươi có biết đã phạm vào điều cấm kỵ nào không Lưu công tử lập tức cũng có sắc mặt nhợt nhạt tiểu nhân. Tiểu nhân, nào ngờ, có tiếng quát lạnh người của Giang công tử vang lên, khiến Lưu công tử thay đổi thái độ, Lưu huynh. Đánh, Giang công tử động thân lao vào bạch diện quái nhân, đỡ. Vút, vù, vù, với thái độ liều lĩnh, Lưu công tử cũng lao vào ác ma chớ quá ngông cuồng. Tiếp chiêu, vù, vù. Bạch diện quái nhân há miệng cười sằng sặc, dám chống đối ta, hai ngươi lại phạm phải điều tối kỵ. Đáng chết, ha, ha, song thủ của bạch diện quái nhân lập tức phân khai, chia thành hai hướng, vẫy xạ hai tia kình về phía giang công tử ở mé hữu và lưu công tử ở mé tả. Vù, vù, ảo, ảo. Tình Lực Song Phương chưa thật sự chạm vào, bất ngờ có tiếng quát khác vang lên, dám chống đối Kim Ma Bang, ác tặc Bạch Diện ngươi mới là người muốn chết. Đỡ, người đó xuất hiện với hai tay vẫy ra liên hồi, ném liên tiếp nhiều vật nhỏ li ti về phía Bạch Diện quái nhân. View, view hai mắt chợt long lên, bạch diện quái nhân bỗng thể hiện một thân thủ cao minh chưa từng thấy, lão thu hai kình về, dùng một tay chộp vào gã thư đồng để lôi mạnh về phía sau. Với tay còn lại lão khoa nhanh vào đám vật nhỏ li ti do nhân vật mới xuất hiện ném ra. Vù, vút, đang hồi bộ bạch diện quái nhân bỗng sững người nhìn vào những mẩu vật vừa chộp được, xạ nguyên châm. Ám khí này sao ngươi có được? Đó là cây hỏi dành cho nhân vật vừa xuất hiện. Nhân vật đó vẫn tiếp tục vừa lao đến vừa ném thêm những loạt ám khí khác vào bạch diện quái nhân. Sao lão biết đó chính là xạ nguyên châm? Đỡ, vút, view, view, nhờ sự xuất hiện bất ngờ của bạch diện quái nhân, gã thư đồng may toàn mạng. Giờ đây, khi hoàn toàn hồi tỉnh, gã bỗng căm vẫn nhìn nhân vật mới đến, lại là ngươi, kẻ đã hãm hại phụ thân ta. Đỡ. Tuy bị bạch diện quái nhân giữ chặt thân mình nhưng gã thư đồng vẫn có cách hất mạnh hữu thủ về phía nhân vật nọ. Véo, nhìn tia hàn quang xuất phát từ tay hữu gã thư đồng, nhân vật nọ phải dừng lại, miệng kêu lên, thoái phi kiếm của định sách. Ngươi là hậu gia của... Hừ, bỏ giờ câu đang nói, nhân vật nọ xô nhẹ một kình, đẩy bật ngọn kiếm chính là tia hàn quang do gã thư đồng ném ra. Choang! thấy nhân vật nọ ngăn chặn được thanh kiếm cũng là tuyệt kỹ thoái phi kiếm lúc nãy suýt lấy mạng lưu công tử gã thư đồng căm phẫn hét vang họ từ ngươi thật đáng chết sau này nếu có cơ hội ta sẽ gã đang hét bất chợt bị bạch diện quái nhân bấu chặt vào người ai cho phép ngươi xen vào hừ nếu ta không có việc cần nhờ ngươi sinh mạng bé nhỏ của ngươi đừng mong tồn tại bị một lực đạo cực mạnh ép vào người gã thư đồng không những không thể cử động được mà toàn thân gã còn phải đau đớn không thể tả dù đang đau đến tận xương tủy nhưng gã thư đồng cũng cảm thấy lạ khi nghe bạch diện quái nhân lên tiếng hỏi nhân vật mới xuất hiện ngươi là từ bình đại thiếu gia của từ gia trang nhân vật nọ có phần khiếp hãi nhìn bạch diện quái nhân xạ nguyên châm không có tác dụng gì với lão sao bạch diện quái nhân xòe hữu thủ và cố tình làm cho mười mấy mũi hàn quang nhỏ li ti nãy đã bị lão chộp giữ phải rơi xuống đất. Bạch diện quái nhân rít qua kẽ răng. Người là người họ từ, xạ nguyên châm lại là thủ pháp độc môn của xạ hồn lão tổ. Nói, người có liên quan thế nào với xạ hồn lão tổ? Nhân vật nọ có danh xưng là từ bình chợt rúng động, xạ hồn lão tổ bạch diện quái nhân tỏ vẻ hoang mang chừng như ngươi chưa hề nghe nói đến danh sưng đó vậy tại sao ngươi lại luyện được thủ pháp xạ nguyên trâm kịp trấn tĩnh từ bình mỉm cười xem ra lão ác mà ngươi cũng đã từng nếm qua sự lợi hại của xạ nguyên trâm càng tốt hãy giao tiểu oa nhi kia cho ta nếu không lần này ta sẽ không khách khí nhất định sẽ cho lão nếm xạ hồn khúc phát động xạ nguyên trâm ở mức độ lợi hại hơn bạch diện quái nhân vụt cười vang xạ hồn khúc người đủ năng lực thực hiện điều đó sao ha ha lập tức để chứng tỏ cho bạch diện quái nhân biết bản thân có đủ năng lực hay không từ bình chợt cho tay vào người và khi lấy tay ra trên tay y liền có thêm một vật với sắc màu đen chết chóc từ bình cười nhẹ lão muốn thử không bạch diện quái nhân ngưng cười thay vào đó lão như nhìn không chớp mắt vào vật nọ, xạ hồn tiêu. Không lẽ từ bình ngươi chính là truyền nhân của xạ hồn lão tổ? Từ bình chợt có sắc diện thật kỳ dị, như có phần nào ngơ ngác trước lời nói đề quyết của bạch diện quái nhân. Tuy nhiên, do phát hiện bạch diện quái nhân càng lúc càng tỏ ra kinh sợ vật y đang cầm trên tay, từ bình nhẹ nhàng đưa vật nọ lên ngang miệng, phải hay không, lão cứ nghe thử một khúc xạ hồn của ta kinh hoàng, bạch diện quái nhân rú lên, đồng thời lập tức động thân lao đi, ngươi thật sự am tường xạ hồn khúc. Hừ, hẹn sau gặp lại. Vút, từ bình chợt quát, muốn chạy hãy để tiểu oa nhi họ định lại. Cùng với tiếng quát từ bình lập tức vẫy xạ tả thủ, ném vội theo một nắm xạ nguyên châm nhỏ li ti, quyết ngăn bạch diện quái nhân lại. View, view cùng lúc đó, sau khi ngỡ bị bạch diện quái nhân lấy mạng và bây giờ có sự xuất hiện của từ bình làm cho tình thế bỗng xoay chiều, giang lưu nhị công tử vì muốn báo hận nên cũng đồng loạt quát tháo. Chạy đi đâu? Đỡ, lão không muốn trừng phạt ta vì đã phạm liên tiếp vào những điều cấm kỵ của lão sao? Đứng lại nào? Vù, vù, ảo, ảo. Giang lưu nhị công tử lao theo là việc vô ích do bạch diện quái nhân bây giờ chỉ còn là một chiếc bóng mờ xa. Không những thế, cả hai buộc phải dừng lại khi nghe tiếng từ bình gọi. Nhị vị dừng đuổi theo nữa. Mau dừng lại nào. Giang công tử quay lại và lên tiếng oán trách từ bình huynh sao không giúp bọn mỗ báo hận. Tương tự, lưu công tử cũng trách. Đã có xạ hồn tiêu làm cho lão ác ma kinh hãi, sao từ huynh cứ thản nhiên để đối phương bỏ chạy. Từ bình lập tức đảo mắt xung quanh hoàn toàn vắng lặng y mới hạ thấp giọng. Nhị vị hãy nghe tại hạ nói đây. Tại hạ nào có xạ hồn tiêu và cũng làm gì biết xạ hồn khúc gì đó như lão nói. Thất sắc, Giang công tử nhìn chằm chằm vào vật trên tay từ bình, vậy đây là vật gì? Tại sao thoạt nhìn lão ác ma đã gọi ngay đó là xạ hồn tiêu? Lưu công tử thì có thái độ hoài nghi, không như bọn ta, từ huynh đã đôi lần được bang chủ chỉ giáo sạ nguyên châm gì đó chắc hẳn từ huynh có được là do băng chủ truyền thụ. từ bình cười ngượng sạ nguyên châm thì đúng là do băng chủ chỉ dạy nhưng nào phải chỉ có một mình đệ hưởng được đặc ân này. theo lệnh của băng chủ đệ phải san sẻ sự hiểu biết này cho giang huynh và lưu huynh. đệ chưa kịp giang công tử ngẩn người nếu bọn ta cũng có phần sao bấy lâu nay từ huynh không nhắc đến. từ bình nhan nhó đó là điều đệ đang định giải thích nhị vị thử nghĩ xem những lúc gần đây đệ nào có dịp gặp riêng nhị vị và không gặp đệ có cách nào để trao xạ nguyên trâm lưu công tử bán tín bán nghi ngoài việc trao xạ nguyên trâm thật ra băng chủ có truyền xạ hồn tiêu và xạ hồn khúc cho từ bình huynh không từ bình lắc đầu xạ hồn tiêu thì đây là lần đầu đệ nghe lão bạch diện đề cập đến riêng xạ hồn khúc thì như băng chủ hiểu dụ nếu gặp phải đối thủ vào hàng cao niên chỉ cần đề cập đến ba chữ đó tất nhiên sẽ khiến đối phương hoảng sợ nhị vị hãy tin và chớ nghi ngờ giang công tử trầm ngâm ngoài tam trang còn có nhất viện đã bị băng chủ thâu phục đệ tin chắc vẫn chưa ai thật sự nhìn thấy lư sơn chân diện mục của băng chủ chư huynh nghĩ xem liệu băng chủ có phải là xạ hồn lão tổ gì đó như lão quỷ bạch diện quái nhân vừa nói trang lưu công tử lắc đầu chỉ cần nghe qua bốn chữ xạ hồn lão tổ đủ hiểu đó là nhân vật phải có niên kỳ sắp xỉ một trăm tuy băng chủ chúng ta chưa từng lộ diện nhưng dựa theo âm sắc nhất định không thể có niên kỳ cao đến thế đệ e không phải từ bình tán đồng đệ cũng nghĩ như lưu thức huynh và lại nếu băng chủ mà là xạ hồn lão tổ xạ hồn tiêu là vật dùng để phát ra xạ hồn khúc có lý nào người lại dễ dàng trao vật đó cho đệ Lưu Thức bất chợt bảo Từ Bình, "Từ huynh cho đệ xem qua vật đó nào." Từ Bình giao vật nọ cho Lưu Thức, "Đệ đã xem xét kỹ rồi. Vật này được làm bằng gỗ và do đặc ruột nên không thể thổi để phát ra thanh âm." Cầm lấy vật nọ, Lưu Thức hoang mang, "Vật này cũng là do bang chủ giao cho Từ huynh?" Từ Bình vừa gật đầu thừa nhận thì đến lượt Giang công tử nói lên sự suy đoán. Chứng tỏ vật này chỉ được tạo dáng theo đúng nguyên mẫu là Xạ hồn tiêu thật. Phải chăng vật thật đó đang do bang chủ cất giữ? Từ Bình có phần giật mình, giao cho đệ vật giả, thật ý bang chủ muốn gì? Lưu Thức Bàng Hoàng, Từ huynh đã biết chút nào về sự lợi hại của Xạ Nguyên Châm? Từ Bình lo ngại giải thích, theo bang chủ căn dặn, Xạ Nguyên Châm một khi xâm nhập vào ai, nó sẽ mãi mãi tiềm ẩn ở đó và khi bị xạ hồn khúc tác động xạ nguyên châm sẽ dịch chuyển làm cho nguyên khí người bị hại phải rối loạn ý của lưu huynh là lưu thức cười gượng có lẽ đệ chỉ nghĩ quẩn thôi vì có lý nào chúng ta đã nguyện ý đầu phục kim ma băng nhưng băng chủ vẫn lo xa và đã ban cho chúng ta mỗi người một mũi xạ nguyên châm họ răng nhan nhó công bằng mà nói, nếu là giang nhất này nhất định đệ sẽ cẩn trọng và đương nhiên phải dùng xạ nguyên châm để khống chế thuộc hạ. Từ bình tái mặt, nếu là vậy, lưu thức xua tay, chúng ta đừng ở đây đoán giả đoán non nữa, phải hay không, đệ nghĩ, chúng ta nên thử bàn bạc với trưởng bối của chúng ta thì hơn. Từ bình bỗng giật thót người, không cần đâu, đệ nghĩ ra rồi. Giang Nhật cũng giật mình, Lưu Huynh nói rất đúng, sao Từ Bình Huynh có ý ngăn? Từ Bình chợt thở ra. Lần này vì muốn đối phó với Lâm Minh Chủ, phụ thân của đệ đã được lệnh phải tìm cách phát xạ xạ nguyên châm vào người Lâm Minh Chủ. Như thế đủ biết, để khống chế bất kỳ ai sau này sẽ ngáng đường bổn bang, bang chủ đều trông cậy vào xạ nguyên châm, để e tất cả chúng ta đều trong hoàn cảnh tương tự. Lưu thức Bang hoàng. Chuyện đã thế này, đệ nghĩ việc tìm cách lấy mạng Tiểu Oa Nhi họ Định chỉ là tiểu tiết. Điều quan trọng hơn là chúng ta nên quay lại để xem việc gì xảy ra ở Ân Oán Đài như thế nào. Đi thôi. Họ bỏ đi và trong thâm tâm có lẽ cả ba đều ngấm ngầm lo sợ, sợ cho bản thân họ đã bị bang chủ Kim Ma bang phát xạ xạ nguyên châm mà không biết. Họ đi trong tâm trạng nặng nề. Chương 3: Xạ nguyên châm nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com đang bị đưa đi bằng tốc độ có thể nói là cực nhanh. Gã thư đồng bỗng phát hiện ở bạch diện quái nhân đang có sự trì trệ về khinh thân pháp. Để minh bạch nhận định này, gã thư đồng đưa mắt nhìn qua hai bên và khi thấy cảnh vật ở hai bên tuy vẫn tiếp tục lùi về phía sau nhưng có vẻ như không còn lùi loang loáng như nãy giờ nữa gã thư đồng chợt hiểu khí lực của tiền bối đang yếu dần phải chăng tiền bối đã bị xạ nguyên châm gây tổn hại nói xong gã thư đồng mới biết là dại vì như tính khí hung dữ của bạch diện quái nhân một câu nói hàm ý khinh thường như vừa rồi ắt gã thư đồng khó tránh khỏi bị trừng phạt đang chờ điều xấu nhất xảy đến gã thư đồng phải một phen nữa kinh ngạc vì phát hiện bạch diện quái nhân không hề lên tiếng quát mắng hoặc có thái độ hung hãn như gã nghĩ có chăng bạch diện quái nhân chỉ có một hành vi có thể được xem là phản thường bạch diện quái nhân vẫn nắm giữ gã trong tay và bất ngờ tăng cao cước lực vút cứ thế cảnh vật ở hai bên lại tiếp tục loang loáng lùi về phía sau như lúc đầu đã xảy ra được một lúc dù không thấy cước lực của bạch diện quái nhân suy giảm nhưng bằng thính giác gã thư đồng phát hiện nhịp hô hấp của bạch diện quái nhân có phần trì trệ Gã Thư Đồng hiểu, Bạch Diện Quái Nhân trước sau vẫn để lộ việc khí lực suy giảm. Nhưng do không muốn thừa nhận điều đó và nhất là không muốn gã Thư Đồng nhận thấy sự thật đó nên Bạch Diện Quái Nhân vẫn miễn cưỡng chi trì cước lực. Bất chấp hệ quả của sự miễn cưỡng này sẽ dẫn đến tác hại khác nghiêm trọng hơn. Cũng am tường võ công nên gã Thư Đồng đương nhiên cũng có đôi chút hiểu biết về đạo lý võ học. Gã biết hành vi miễn cưỡng của bạch diện quái nhân chỉ khiến cho xạ nguyên châm nếu thật sự đã gây tổn hại cho bạch diện quái nhân tất sẽ càng lúc càng gây tổn hại nghiêm trọng. Định lên tiếng cảnh tỉnh, nhưng nghĩ lại, gã thư đồng không nói. Vì dù gã nói đúng hay sai, người có tính khí hung hãn như bạch diện quái nhân tất có phản ứng vô thường, và người bị hại trước hết sẽ là gã chứ không phải lão ác ma bạch diện. Hay hơn hết gã cứ lặng thinh và nếu đến một lúc nào đó bạch diện quái nhân hết khả năng chi trì cục diện lão sẽ đuối sức và đó sẽ là cơ hội tốt cho gã tự thoát thân đó là tâm lý của bất kỳ ai nếu đang bị kẻ khác mạnh hơn bắt giữ đang chờ đợi điều đó lần thứ ba gã thư đồng phải kinh ngạc do phát hiện bạch diện quái nhân bỗng dừng lại nhìn ra phía trước gã thư đồng phát hiện nơi bạch diện quái nhân dừng lại là một sườn núi được phủ kín toàn là những cột cây rừng cao to ngỡ vì hết lối nên bạch diện quái nhân phải dừng lại nên gã thư đồng phải ngỡ ngàng khi nghe bạch diện quái nhân lên tiếng đến rồi gã kinh ngạc đến rồi là chủ ý của tiền bối muốn đưa vãn sinh đến đây bạch diện quái nhân chợt cười lạnh vươn tay điểm vào cốc trung huyệt của gã thư đồng ta biết ngươi học được cách hoán chuyển huyệt đạo của tử quái với cách điểm huyệt của ta ngươi rồi sẽ phải thất vọng thôi hừ bị bạch diện quái nhân xô qua một bên, gã thư đồng thử vận lực để ổn định cước bộ và gã phải thất sắc, rốt cuộc tiền bối muốn gì ở vãn sinh. Bạch diện quái nhân từ khi biết gã thư đồng quả nhiên không thể thoát lối điểm huyệt của lão, bất chợt lão buông người ngồi phịch xuống. Nhìn bộ dạng đó của lão, gã thư đồng bĩu môi. Hóa ra tiền bối đúng là bị xạ nguyên châm gây hại. Bạch diện quái nhân quả nhiên đã kiệt lực thay vì phát tác và có thái độ giận dữ, lão thở ra và đồng thời nhìn vào bàn tay hữu của chính lão. Không ngờ xạ nguyên châm lại lợi hại đến vậy, ta đã đề phòng trước vẫn không tránh khỏi. Hà, cũng nhìn vào bàn tay lão, gã thư đồng ngơ ngác. Nếu đã bị xạ nguyên châm gây hại, sao trên tay lão không có dấu hiệu gì? nửa như muốn giải thích cho gã nửa như muốn tự mình xem xét lại lão bạch diện quái nhân bất ngờ dùng tay tả xoa xoa vào bàn tay hữu được một lúc gã thư đồng đang dõi nhìn bằng bàn tay tả của bạch diện quái nhân bỗng lột ra khỏi bàn tay hữu một lớp da khá dày soạt kinh ngạc gã thư đồng kêu lên lão đeo bao tay gã thư đồng ồ lên một tiếng dài khi nhìn thấy bàn tay hữu thật sự của bạch diện quái nhân đó là một bàn tay thanh tú với năm ngón tay dài thon thả và thẳng khác xa với bàn tay cục mịch khi nãy và cũng khác xa nếu so với bàn tay bên tả hiện giờ vẫn nguyên dạng là một bàn tay cục mịch bạch diện quái nhân chừng mắt nhìn gã ngươi kêu cái gì gã thư đồng vội giấu kín những suy nghĩ đang có và đáp theo cách khác có gì đâu vãn sinh kêu vì nhìn thấy giữa lòng bàn tay của tiền bối đang hiện rõ một quầng đen đúng như lời gã thư đồng vừa nói, chính bạch diện quái nhân cũng phải thừa nhận bàn tay tuy thanh tú của lão nhưng quả nhiên đang có một quầng đen nổi rõ ở giữa lòng bàn tay. Lão thở dài, do bộ bao tay ra ngăn bớt nên xạ nguyên châm thay vì xâm nhập vào cơ thể, chỉ gây chút phương hại ngoài ra. Nhưng dẫu sao, độc chất trên xạ nguyên châm quả nhiên đã phát tác khi nó không nhìn thấy máu. Hà, gã thư đồng bật kêu, sao lại vậy? càng thấy máu thì càng phát tác, chất độc nào mà không như vậy. Bạch diện quái nhân bĩu môi, chứng tỏ ngươi chưa có chút kiến thức nào về xạ nguyên châm. Không như các loại chất độc thông thường. Xạ nguyên châm được chế luyện với dụng ý làm hủy hoại nguyên khí của đối phương nên chất độc có trên xạ nguyên châm chỉ là chất sinh dẫn nhằm làm cho xạ nguyên châm dễ dàng di chuyển theo máu huyết của đối phương, để được đi đến cùng khắp các kinh mạch do đó nếu gặp được máu, nó sẽ không bao giờ phát tác. Gã thư đồng ngỡ ngàng, thấy máu thì không phát tác, chỉ dẫn lưu đi khắp kinh mạch. Ngược lại, phạm ngoài ra thì lại sinh độc, có thể lấy mạng người một cách dễ dàng, xạ nguyên châm lợi hại đến thế sao? Bạch diện quái nhân bỗng phẫn nộ. Lợi hại thì lợi hại, nhưng muốn lấy mạng ta đâu phải dễ. Hừ rồi cũng lúc chính xạ hồn lão tổ sẽ bị bạch diện quái nhân ta cho nếm mùi lợi hại. Gã thư đồng vọt miệng, tiền bối có oán thù với xạ hồn lão tổ, không sai. Thù cao như núi, sâu tợ bể. Gã thư đồng lấy làm kỳ quái. Theo danh xưng hẳn xạ hồn lão tổ phải có niên kỷ ngoài trăm, như vậy nếu tiền bối và xạ hồn lão tổ có oán thù, không lẽ niên kỷ của tiền bối? với phản ứng hoàn toàn trái với lẽ thường, bạch diện quái nhân chợt đeo lại bao tay bằng da vào bàn tay hữu thanh tú của lão, miệng lão lầu bầu, niên kỷ của ta thì sao? Người hỏi hết mọi người xem, có phải bạch diện quái nhân ta đã bắt đầu thành danh từ năm 70 năm trước không? Hừ, nhìn sững vào thái độ lạ lùng đó của lão, có vẻ như lão không muốn gã thư đồng dựa theo bàn tay thanh tú của lão để đoán được niên kỷ, gã thư đồng bụng bảo dạ, người cao niên kỳ thường phải có da rẻ nhăn nheo. Bàn tay lão vừa đẹp vừa trắng hồng, thật khó tin đó là bàn tay của người cao niên. Phải chăng? Đang ngẫm nghĩ, gã thư đồng phải giật mình khi nghe bạch diện quái nhân lên tiếng, ngươi có biết vì sao ta đã xuất hiện để cứu ngươi? Gã thư đồng cười một cách tự tin. Vãn sinh đã nghe tiền bối nói rồi. Đó là tiền bối có việc cần nhờ đến vãn sinh. Tuy Bạch Diện Quái Nhân gật đầu nhưng lại hỏi, "Ngươi đoán xem, điều gì khiến ta cần nhờ đến ngươi?" Gã cười lạt, "Từ lúc toàn gia của Vãn Sinh bị bất ngờ thảm tử cho đến giờ, bất luận ai có chút quan tâm nào đến Vãn Sinh đều chỉ có một nguyên do. Đó là Phật Công Thạch Bàn." Bạch Diện Quái Nhân trố mắt, "Phật Công Thạch Bàn?" phải chăng như lời đồn đại đó chính là phiến đá có từ thời đạt ma phật tổ và trên đó có bút tích của chính phật tổ đạt ma khắc ghi về một môn công phu phật môn thượng thừa gã thư đồng diễu cợt tiền bối đã biết rồi cần gì phải hỏi bạch diện quái nhân phì cười thì ta cũng biết như mọi người thôi cũng vậy ta cũng biết chuyện có liên quan đến phật công thạch bản chỉ là ngoa truyền ngoa truyền nếu là ngoa truyền thì sao Kim Ma Bang thản nhiên sát hại toàn gia vãn sinh? Nếu chỉ là ngoa truyền thì sao tử quái phải phí công cứu mạng vãn sinh và cứ khăng khăng bắt ép vãn sinh phải nhận lão làm sư phụ? Bạch diện quái nhân tỏ vẻ chú tâm. Người nói tử quái đã ép người nhận lão làm sư phụ. Chuyện như thế nào? Gã thư đồng mím chặt môi, tỏ ý không muốn phí lời giải thích. Bạch diện quái nhân cười lạt, có thể ngươi nói đúng tử quái vì ngộ nhận tin chuyện Phật công thạch bản là chuyện có thật nên mới giả vờ thu nhận ngươi để chiếm đoạt vật đó. Nhưng đối với ta, ta không quan tâm. Gã kinh ngạc, nếu không quan tâm sao tiền bối cố tình bắt giữ và đưa vãn sinh đến đây, như ta đã nói, ta có chuyện cần nhờ đến ngươi. Tuy nhiên cần phải nói cho minh bạch giữa việc ta nhờ ngươi và Phật công thạch bản gì đó hoàn toàn không có liên quan. Thoáng thở ra nhẹ nhẹ, gã thư đồng hỏi lại tiền bối thật sự không quan tâm đến Phật công thạch bản, không, và nếu có ai đó nói cho tiền bối biết Phật công thạch bản là việc có thật, tiền bối cũng không quan tâm, không. Gật đầu, gã thư đồng bảo, nếu vậy, rốt cuộc tiền bối muốn nhờ vãn sinh chuyện gì? Đưa tay chỉ vào sườn núi phủ đầy cây rừng trước mặt, bạch diện quái nhân hỏi. Người có bao giờ nghe nói đến lạc tiên cốc? Nhìn theo tay chỉ của bạch diện quái nhân, gã thư đồng lắc đầu, chưa hề và lại, phía trước chỉ là sườn núi, làm gì có cốc núi để được gọi là lạc tiên cốc. Bạch diện quái nhân cười lạnh, vậy mà có đó. Người không nghe, chỉ vì chuyện xảy ra ở lạc tiên cốc tính đến nay đã ngoài 50 năm. Huống chi ta có thể nói rõ hơn, hầu hết những ai đã từng nghe nói đến lạc tiên cốc cho đến nay đều đã tạ thế. Người nghĩ xem, làm sao người có thể nghe nói đến địa danh này sau một lúc chăm chú nhìn vào sườn núi gã thư đồng lại phải lắc đầu thật khó tin ở phía trước lại có một cốc núi như vậy không sai vì lạc tiên cốc đã bị một trận đồ che chắn mất thị tuyến trận đồ phải chăng là kỳ môn trận thế bấy lâu nay vẫn nghe nhiều người truyền tụng bạch diện quái nhân gật đầu đúng như ngươi nói nhưng ở đây, trận đồ che phủ lạc tiên cốc không phải là loại trận đồ tâm thường, tiền bối muốn vãn sinh thử đi vào lạc tiên cốc. Bạch diện quái nhân lạnh giọng, không phải thử, mà ngươi phải vào thật. Gã thư đồng cả nghi, vào thật. Có nghĩa là tiền bối đã biết cách hóa giải trận đồ, không sai. Và ta sẽ bày cho ngươi cách xâm nhập. Gã cười nhẹ, nếu đã biết cách hóa giải, sao tiền bối không tự thân đi vào? Bạch diện quái nhân cũng cười nhẹ, ta không vào vì có nguyên nhân khác. Ngươi đừng nghĩ vì ta không thể hóa giải trận đồ nên cố tình xúi ngươi vào thay ta, nguyên nhân gì? Bạch diện quái nhân có phần lưỡng lự, đó là, được, ta không ngại cho ngươi biết sự thật, ta phải thừa nhận ta không có nhiều đẩm lực như ngươi. Gã thư đồng trợn mắt tại sao muốn đi vào lạc tiên cốc cần phải có nhiều đẩm lược. Hung hiểm thế sao? bạch diện quái nhân tặc lưỡi, chật, ta không thể nói rõ hơn. Người cứ vào sẽ rõ. Gã thư đồng hồ nghi, sau khi vào lạc tiên cốc, vãn sinh phải làm gì? Bạch diện quái nhân chợt cho tay vào người và lấy ra một mảnh bìa sách được làm bằng da nhưng là mảnh bìa đã bị rách một nửa, ngươi hãy tìm cho ta nửa mảnh bìa còn lại. Để nhận dạng, ngươi chỉ cần nhìn trên đó tất sẽ thấy hàng chữ Bạch Vân Bí Kíp. Bạch Vân Bí Kíp là bí kíp võ học bạch diện quái nhân ấn nửa mảnh bìa nọ vào tay gã thư đồng người đừng vọng tưởng sẽ chiếm đoạt hoặc luyện qua công phu trong đó người nhìn đi xem có thấy bất kỳ ký tự nào không lật qua lật lại mảnh bìa gã thư đồng trưng hừng không có ký tự vậy sao có thể gọi là bí kíp thu nửa mảnh bìa lại bạch diện quái nhân đáp là tại sao thì ta không thể giải thích Duy có điều này thì ta có thể hứa với ngươi, nếu ngươi giúp ta tìm được vật ta cần tìm, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt kim ma bang, thay ngươi báo thù. Gã thư đồng thật danh mãnh. Người của kim ma bang vốn có xạ nguyên châm trong tay, tiền bối lo thân còn chưa xong, làm sao có thể thực hiện lời hứa. Bạch diện quái nhân hậm hực. Sau lần này ta không còn gì phải kiêng dè xạ nguyên châm. Người đừng lo ta không thể thực hiện lời hứa vụt hiểu gã thư đồng chợt đưa mắt nhìn vào nửa mảnh bìa ra thì ra bạch vân bí kíp có thể giúp tiền bối khắc chế xạ nguyên châm bạch diện quái nhân lạnh giọng ngươi quá đỗi thông tuệ ngươi có biết ngươi càng thông tuệ càng dễ bị yểu mạng không thấy gã thư đồng có ý sợ bạch diện quái nhân chậm rãi nói thêm biết ít cũng chết biết nhiều quá cũng chết chỉ có biết vừa đủ là đủ sống ngươi hiểu ẩn ý của ta chăng gã thư đồng nhan nhó thế nào là chỉ biết vừa đủ biết vừa đủ là ngươi tuy biết nhiều nhưng phải làm ra vẻ là không hề biết gì cả có như thế mới không để bị bất kỳ ai đố kỵ và không bị đố kỵ thì sinh mạng ắt sẽ được bảo toàn trái lại nếu cái gì cũng làm ra vẻ là biết mà thực chất là không biết gì đó là ngươi đang chuốc họa vào thân ngươi hiểu chưa gã thư đồng tuy chưa hiểu lắm nhưng qua ánh mắt hàm ý hăm dọa của đối phương nó chợt hiểu hóa ra đối phương muốn ám chỉ việc nó vừa tình cờ nhìn thấy một bàn tay thanh tú của đối phương một bàn tay không thể xuất hiện ở một người có niên kỷ khá cao như đối phương đã cố ý làm nó phải tin như vậy có nghĩa là biết thì biết chỉ nên để bụng chứ không nên nói ra và nói ra nghĩa là tự chuốc họa vào thân gã thư đồng gật đầu vãn sinh hiểu rồi mà này vãn sinh làm sao vào được nếu tiền bối vẫn còn khống chế huyệt đạo của vãn sinh bạch diện quái nhân bật cười ta sẽ không giải huyệt cho ngươi phòng ngươi sau đó lẻn theo lối khác trốn đi nhưng ngươi yên tâm ngay khi ngươi giao cho ta vật ta cần tìm ta sẽ giải khai huyệt đạo cho ngươi vậy là hết cách gã thư đồng thở dài cách xâm nhập như thế nào bạch diện quái nhân lập tức nhặt lấy nhiều hòn đá nhỏ cạnh đó và tuần tự bày chúng lên mảnh đất bằng phẳng trận đồ ở phía trước được bố trí dựa theo địa hình sẵn có gồm những tảng đá lớn và những cội cây được cố ý trồng đúng phương vị người xem đây những hòn đá nhỏ này tượng trưng cho những cội cây những hòn đá lớn tượng trưng cho những tảng đá thực sự người chỉ cần di chuyển như thế này thế này là có thể dễ dàng đi xuyên khắp trận biết mà vờ như không biết, gã thư đồng vận dụng chính câu nói của đối phương để buộc đối phương phải giải thích đi giải thích lại thật nhiều lần về cách bố trí trận đồ. Gã hỏi nhiều đến nỗi bạch diện quái nhân phải đâm bực, ta xem ngươi không phải hạng tối dạ, sao ngươi chậm hiểu vậy? Gã tuy cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đối đáp. Sai một ly đi ngàn dạm vãn sinh phần vì muốn chi trì mạng sống, phần không muốn làm lỡ việc của tiền bối nên không thể không hỏi cặn kẽ. Gã đối đáp rất thuận tay khiến bạch diện quái nhân dù không hài lòng vẫn phải lần lượt giải thích mọi vấn nạn của gã có liên quan đến đủ mọi loại trận đô. Sau đó, gã thư đồng nửa vô tình nửa cố ý than. Thuật kỳ môn quả nhiên thâm sâu huyền ảo. Càng nghe, vãn sinh càng cảm thấy hết cả tự tin. Bạch Diện Quái Nhân cũng mệt phờ vì phải giải thích quá lâu. Đó là tại ngươi hỏi quá nhiều chi tiết và dường như không có liên quan đến trận đồ trước mặt. Đến ta cũng không tin chắc là ngươi có vào được hay không. Gã thư đồng hoang mang, "Tiền bối nói vậy là có ý gì?" Bạch Diện Quái Nhân xua tay, "Ta chỉ nói đùa thôi. Ngươi không cần phải để tâm. Mà này, ngươi có vào đó nhiều lắm là hai ngày ngươi phải quay ra." bằng không cách điểm huyệt của ta sẽ làm ngươi mất mạng nếu ngươi để quá chậm. Gã thư đồng kinh nghi, chỉ đi vào rồi lại đi ra, vãn sinh cần gì phải phí đến hai ngày. Bạch diện quái nhân cười cười. Vì muốn tìm thấy nửa mảnh bia kia, ngươi phải tận tay lục soát ít lắm là gần một trăm bộ hài cốt úy, ở đâu mà nhiều hài cốt đến vậy, ở trong lạc tiên cốc chứ còn ở đâu nữa. Không lẽ ngươi không dám chạm vào quá nhiều bộ cốt khô như vậy? Bằng câu hỏi này, gã thư đồng mờ hồ hiểu bạch diện quái nhân dường như kiêng rè việc tự tay chạm vào những bộ cốt khô. Tuy vậy, gã đang tự phản bác bạch diện quái nhân là hạng người hung hãn, sẵn sàng hạ thủ bất kỳ ai dám phạm vào ba điều cấm kỵ, có lý nào lại ngần ngại việc chạm tay vào những bộ cốt khô. Như vậy lần mơ hồ hiểu này của gã dường như không đúng với sự thật, ngươi dám hay không dám bị bạch diện quái nhân gần giọng hỏi lại như thế, gã thư đồng phẫn uất. Vãn sinh dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, có lý đâu lại sợ việc tầm thường đó. Bạch diện quái nhân chừng mắt, nam nhi đại trượng phu thì sao? Ta từng thấy nhiều kẻ cũng tự xưng là nam nhi đại trượng phu, nhưng dũng khí và đẩm lực thật sự còn kém xa nữ nhi. Gã thư đồng kinh ngạc, có những hạng người như thế sao? há miệng ra định nói gì đó, nhưng không hiểu sao bạch diện quái nhân bỗng ngậm lại và buông tiếng thở dài, sau đó chợt xua tay. Người kinh lịch chưa nhiều, cứ sống thêm nhiều năm nữa sẽ thấy những gì ta nói đều không sai ngoa. Hà, nghe tiếng thở dài hàm nhiều ẩn ý của đối phương, gã thư đồng nghi ngại. Dường như thương tích của tiền bối do xạ nguyên châm gây ra. Bạch diện quái nhân gắt gỏng, ngươi không cần lo lắng cho ta ta không dễ chết như ngươi tưởng, trái lại nếu chậm hơn hai ngày ngươi không quay lại, bản thân ngươi có mệnh hệ nào, đừng có trách ta. Đi đi, tính khí của bạch diện quái nhân quả nhiên hỉ nộ thất thường. Gã thư đồng hiểu sinh mạng gã còn hay mất đều trông chờ vào việc có tìm thấy nửa mảnh bìa bạch vân bí kíp hay không. Ngoài điều đó ra, gã không thể hy vọng bất kỳ sự nhân nhượng nào ở một kẻ hỉ nộ bất thường như vậy gã đứng lên, tiến dần về sườn núi phủ đầy những cây cội rừng. Lần đầu tiên mọi đẩm lược của gã chừng như lung lay khi mường tượng đến cảnh sẽ một mình chạm trán với hàng trăm bộ cốt khô. Và gã chợt hiểu, người có đẩm lược hay không, không chỉ dựa vào tố chất nam hay nữ. Gã cũng vậy, đẩm lược chỉ đến với gã khi gã nghĩ rằng gã phải vượt qua trở ngại này mới có thể chi trì sinh mạng. Gã bước đi, chương 4, Lạc Tiên Cốc nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com theo cách xâm nhập trận đồ vừa được bạch diện quái nhân chỉ điểm gã thư đồng bước những bước đầu tiên vào vùng cây rậm rạp vừa dịch chuyển được vài bước khung cảnh trước mắt gã bỗng thay đổi vùng sườn núi nhấp nhô chợt xuất hiện cả một thảm cây rừng khi nãy còn nhìn thấy giờ bỗng biến thành những hào lũy cái thì sâu đến năm bảy trượng cái thì cao đến tận lưng trời đã biết đó là ảo giác phát sinh khi bản thân đột nhiên xâm nhập vào trận thế kỳ môn, gã cố vững dạ, giữ nguyên phương thức dịch truyền. Bước sang bên phải ba bước, tiến lên hai, qua tả hai, lùi một rồi lại tiến lên ba. Cứ thế, gã vừa đi vừa nhầm đếm thật cẩn thận. Vì gã đã được cảnh tỉnh, chỉ cần sai, xảy một bước chân thôi, lập tức gã sẽ rơi vào cảnh ngộ cực kỳ hung hiểm đó là tiến thoái nan phân, tiến không đường, lùi không nẻo và gã sẽ bị giam giữ suốt đời ở nơi được gọi là lạc tiên cốc này. Tuần tự, tùy theo mỗi lần dịch chuyển của gã, khung cảnh trước mắt gã cứ luôn biến đổi. Có lúc gã chỉ nhìn thấy toàn là rừng cây và với rừng cây âm u dày đặc như thế này nếu gã không đủ kiên định tất sẽ không bao giờ dám đặt chân đi loạn vào rừng. Gã vẫn kiên định, vì thế cảnh quang lại thay đổi rừng cây bỗng biến đi thay vào đó là một đại mạc ngút ngàn trải dài trước mắt gã có khác với đại mạc bình thường chỉ gồm cát và gió đại mạc mà gã đang đối diện lại nhấp nhô toàn đá và đá gã nhủ thầm đừng nghĩ đó là đá thật mà nhảy bừa vào ta phải xem đó chỉ là đất bằng và phải tiếp tục dịch chuyển như cách đã biết nào bắt đầu nào dịch qua bên hữu ba bước một hai ba rồi tiến lên hai một, hai, bây giờ thì, bụng bảo dạ như vậy nhưng gã khó thể giữ mãi lòng tin tưởng. Bởi vì ai cũng vậy, nhìn thấy bản thân đang yên vị trên đỉnh một hòn đá, thử hỏi, có ai đủ đẩm lược để giữ thản nhiên khi biết rằng bản thân rồi sẽ bước lùi về phía sau hai bước hay không? Lùi một thì khả dĩ vẫn còn đặt chân lên tảng đá, lùi lại hai thì chắc chắn sẽ phải rời khỏi hòn đá, và khi đã rời nếu không biết võ công thì không nói gì một khi biết lẽ nào lại không thi triển khinh công để nhảy qua hòn đá khác chẳng lẽ cứ chấp nhận rơi rồi sau đó là cảnh bưu đầu sứt chán gã thư đồng cũng như mọi người và không may gã cũng biết võ công thế cho nên gã phải có phản ứng như vậy nếu gã cứ bước lùi và sau đó gã thật sự bị rơi xuống khỏi hòn đá điều đó đã xảy ra khi gã vừa lùi vừa đếm đủ hai bước vù gã kinh tâm ta vẫn di chuyển đúng theo phương thức cớ sao nơi ta đặt chân không phải đất bằng gã rơi xuống thật như vậy để chi trì sinh mạng và cũng là những phản ứng thường tình gã tung người nhảy qua hòn đá cạnh đó vù gã quên huyệt đạo gã vẫn bị bạch diện quái nhân khống chế Bước nhảy của gã hóa ra chỉ là cái nghiêng người làm cho đầu của gã tự va khá mạnh vào hòn đá gã định nhảy đến. Bốp, đầu váng vất mắt hoa lên, gã có cảm nhận thân hình gã dường như đang rơi nữa, rơi mãi xuống một hố sâu vô tận. Có người gọi gã dậy, tỉnh lại nào, tiểu oa nhi. Gã ngơ ngác mở mắt, và gã càng thêm ngơ ngác khi phát hiện ngay bên cạnh gã vẫn là hòn đá mà trước đó gã từng va đầu vào. Thanh âm khi nãy lại vang lên, ngươi nhìn gì? Hay ngươi muốn tự đập đầu vào đá một lần nữa để tìm chết? Gã quay nhìn từ phía tiền bối là ai? Như tiền bối đã nhìn thấy tường tận từng hành vi của Vãn bối. Thanh âm nọ vang xuống từ trên cao. Đương nhiên rồi, đã 50 năm trôi qua kẻ nào vào đây mà không bị ta nhìn thấy. Nào phải chỉ có ngươi là ngoại lệ năm mươi năm một con số dễ gợi cho gã thư đồng nhớ đến một việc tiền bối nói tiền bối đã lưu ngụ ở đây những năm mươi năm không sai kể từ lúc ta bị lũ tiểu nhân dẫn dụ vào lạc tiên cốc gã không thể không kêu lạc tiên cốc đây mà là lạc tiên cốc sao thanh âm kia vang lên người kinh ngạc cũng phải ta cũng vậy quanh quẩn ở đây những năm mươi năm dài ta vẫn thường tự hỏi đây mà là lạc tiên cốc sao như vậy đến tiền bối cũng chẳng hề biết lạc tiên cốc ở đâu thanh âm kia chợt bảo ngươi có ngại chăng khi ta và ngươi cứ đối thoại mà không cần nhìn mặt gã đâm ra nghi ngờ người nọ vừa nói là đã nhìn thấy tường tận từng hành vi của gã cớ sao bây giờ lại nói là phải cần nhìn thấy mặt gã đáp rõ to Vãn Bối vừa bị ngã, giờ hãy còn đau lắm, có muốn di chuyển e cũng rất khó khăn, người đau lắm mà, một kẻ định tìm cách chết như ngươi còn gì nữa mà sợ đau. Gã thêm hoài nghi, hay người nọ vì nhìn thấy gã bước lùi, sau lại cố nhoài người làm cho đầu va vào đá nên cứ nghĩ gã là người đang muốn tìm cái chết. Gã đáp theo cách của gã nhận định, Vãn Bối nào có ý tìm cái chết? Có người bước Vãn Bối chạy vào đây, ngươi không tìm chết. Lạ thật vậy ngươi giải thích ra sao việc ngươi tự ý nhảy lùi khỏi hòn đá chứng tỏ người nọ đã tận mắt nhìn thấy từng hành vi của gã gã ngụy biện do chạy một lúc lâu nên vãn bối bị lạc mất phương hướng việc rơi khỏi hòn đá chỉ là việc ngẫu nhiên mà thôi người nọ có vẻ tin lời giải thích dối trá của gã được rồi nếu người muốn tìm lại phương hướng đến đây ta sẽ chỉ cho gã cười thầm Đến lão cũng không thể thoát khỏi nơi này, đến phải bị giam hãm những 50 năm. Lão còn muốn ta tin vào sự chỉ điểm của lão sao? Gã vẫn giữ nguyên lý do khi nãy. Chờ một lúc nữa, khi nào vãn bối hết đau sẽ đi đến chỗ tiền bối. Vừa dứt lời, có một tiếng động kỳ lạ bỗng vang đến tai gã, ực. Nếu gã nghe không lầm và nếu những gì gã tự mường tượng là đúng thì dường như đó là tiếng nuốt nước bọt và như gã hiểu, dù là muông thú hay loài người, tiếng nuốt nước bọt chỉ phát ra khi người nào đó hoặc dã thú nào đó đang thèm khát một vật nào đó. Hay nói rõ hơn thì đó là sự thèm khát trước miếng mồi ngon sắp đưa đến miệng. Gã kinh hoàng trong lòng, vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Điều gã muốn thấy tuy chưa thấy nhưng tai gã đã bắt đầu nghe được những thanh âm kỳ dị. Sột, soạt, đó là tiếng di truyền và ai di chuyển vào đây nếu không phải chủ nhân của thanh âm nãy giờ gã bối rối đứng dậy nếp người sát vào hòn đá sột soạt những thanh âm kỳ dị vẫn vang lên và như càng lúc càng quẫn bách gã cuống cuồng nhìn quanh bất chợt một khuôn mặt xuất hiện gã không nhìn thấy gì ngoài một đôi mắt rực lửa và một cái mồm đầy nước bọt gã chợt hiểu và bất chấp phương hướng gã quay người tháo chạy ào gã cảm thấy rụng rời tứ chi khi nghe ở ngay phía sau có tiếng quát cực lớn, chạy đi đâu? Lại đây, lập tức gã có cảm nhận một luồng hấp lực ảo ảo cuộn đến và kéo người gã lại. Vù, kinh hoàng, gã phát hiện cạnh gã có một mõm đá. Gã lập tức bấu vào và cố dụng lực để lách người bước qua hòn đá nọ. Ảo, gã đã lách qua lập tức quanh cảnh xung quanh gã liền biến đổi cho thấy một vùng trời đất thâm u với tầng trời vần vũ như sắp sửa đè bẹp gã gã biết đó chỉ là ảo giác do trận thế biến động và gã cũng biết kể từ lúc gã rời khỏi hòn đá thì phương thức xâm nhập trận đồ do bạch diện quái nhân chỉ điểm đã hoàn toàn sai lạc tuy biết như vậy nhưng gã vẫn đua chân chạy bừa ảo trận thế càng thêm biến động khi gã càng chạy loạn cảnh quang luôn thay đổi đưa gã từ khung cảnh này đến khung cảnh khác lúc thì là cảnh rừng âm u lúc thì là một đại mạc hoàn toàn nhấp nhô có khi là cảnh trời quang đãng với những ngọn núi cao ngút trời có khi là cảnh bảo tố phong ba với tầng trời là xà dưới thấp mặc gã vẫn chạy bừa không còn nghĩ gì đến phương thức di chuyển cần phải có trong một trận đồ trong nhiều lần cảnh quang thay đổi như vậy có một lần gã phải kêu thét lên ôi chao cốt khô, thật vậy, ngay chân gã là hai bộ cốt khô nằm chồng lên nhau, như họ thuở sinh tiền là bằng hữu nên lúc chết cũng chết chung chỗ. Đang lúc cuồng loạn gặp phải cảnh này có ai lại không kêu thét. Gã đã kêu và lập tức nghe thanh âm nọ vang đến tận tai, người đừng chạy nữa. Người đã lọt vào trận đồ do ta lập, ngươi có chạy cũng không thoát. Thật lạ, vừa nghe được thanh âm của người nọ, gã chợt tìm lại được sự bình tâm. Đầu tiên là một ý nghĩ đã đến với gã. Lão đừng mong dối gạt ta. Trận đồ do lão lập cớ sao lão phải chịu cảnh giam hãm ở đây 50 năm dài. Khi đã bình tâm, gã đứng lại. Sột, soạt, gã chợt dao động khi những tiếng động kỳ lạ ban nãy giờ lại xuất hiện. Chứng tỏ nhân vật kỳ quái đang lần đuổi theo dấu vết gã. Gã hồ nghi, đứng im, lắng nghe. Sột, soạt, quả nhiên những tiếng động nọ đang càng lúc càng đến gần gã. Gã lại có ý nghĩ. Đây là trận đồ, những lượt cảnh quang vừa thay đổi đã chứng tỏ điều đó. Tại sao lão vẫn mau chóng tìm được vị trí ta dừng chân? Hay đây là trận đồ do lão lập thật? Bất chợt, gã nghe thanh âm của nhân vật nọ vang lên, người dù có nhìn cũng không thể trông thấy gì ta cho ngươi biết, nơi ngươi đang đứng, phía sau là vực sâu, bên tả là vách đá và bên hữu là một khu rừng. Ngươi muốn chạy cũng không thoát. Theo bản năng, nghe nói ở phía sau là vực sâu, gã lập tức bước về phía trước một bước. Và rồi gã nghe một chàng cười, tiểu oa nhi thật dễ bảo. Lại đây nào, ha, ha, vù, một luồng hấp lực xuất hiện, cuốn phăng gã về phía trước biết đã bị nhân vật nọ lừa gã lập tức khom người nhặt những đoạn xương từ hai bộ cốt khô nọ ném loạn về phía trước ào ào gã nghe nhân vật nọ gầm lên tiểu oa nhi muốn chết đỡ vù luồng hấp lực biến mất thay vào đó là một ngọn kình uy mãnh xuất hiện lao ào ào vào gã kinh hoảng đang khom người gã lăn tròn dưới đất tuy thế gã vẫn không tránh khỏi ngọn kình nọ ầm ào gã bị ngọn kình đẩy lăn lông lốc và lăn tuốt về phía sau tuy bị ngã lăn nhưng gã vẫn khấp khởi hy vọng thứ nhất ở phía sau gã không phải vực sâu như nhân vật nọ vừa dọa thứ hai nhờ gã kịp lăn người dưới đất nên gã tuy bị chấn bay nhưng vẫn không đến nỗi mất mạng bị đẩy lăn như vậy gã nghĩ ta càng làm cho trận thế biến động rất có thể lão sẽ vô phương tìm thấy ta có lẽ gã nghĩ đúng vì một lúc lâu sau đó dù gã đã hết lăn dù gã đang cố thu người ngồi im gã vẫn không phát hiện thêm bất kỳ tiếng động nào khả nghi nữa nhân vật đó đã hoàn toàn lạc mất phương hướng về gã gã tin như vậy nên phải mỉm cười khi nghe thanh âm của nhân vật nọ vang lên ngươi chết chưa tiểu oa nhi gã thinh lặng mặc cho nhân vật nọ tiếp tục lải nhài ta đã nói ở phía sau ngươi là vực sâu sao ngươi không nghe lời ta bây giờ dù có muốn cứu ngươi ta vẫn vô kế khả thi gã thoáng kinh nghi vì dường như thanh âm của nhân vật nọ vang lên càng lúc càng gần như muốn nói lên rằng nhân vật nọ vẫn không thôi tìm kiếm gã cho dù gã rất có thể đã chết dưới một kình uy mãnh vừa rồi của lão sau đó không lâu những tiếng động kỳ dị vẫn vang lên và lọt vào tay gã sột soạt gã đứng lên định bỏ chạy bất ngờ a à, ta nhìn thấy ngươi rồi ha, ha, sột, soạt, nhân vật nọ nhìn thấy gã, trong khi gã không thể nào nhìn thấy nhân vật nọ. Chứng tỏ nhân vật nọ rất tinh thông trận đồ nên vừa dễ dàng di chuyển vừa ung dung đưa mắt nhìn mọi hành vi của gã. Gã bấn loạn, chỉ nghĩ đến một điều. Gã đã lầm, nhân vật nọ quả nhiên chính là người đã lập nên trận đồ này. Và như thế, nhân vật nọ nói đúng, gã có chạy cũng không thể thoát. Tuy nhiên, sau hai phen bị uy hiếp, có thêm lần này nữa dù là gã hay là ai khác cũng phải sợ và tìm cách đào sinh. Gã di chuyển loạn xạ về đủ mọi phía. Ào, gã nghe nhân vật nọ quát. Ngươi còn dám chạy nữa sao? Đứng lại, có tính động đuổi theo. Sột, soạt, ào, bất chợt, gã bị vấp. Phịch, và gã thét lên khi phát hiện gã vừa lọt vào một khu vực chất đầy toàn những cốt khô và cốt khô a à, a à, có tiếng cười của nhân vật nọ vọng đến người chớ kinh hoàng năm mươi năm trước chủ nhân của những bộ cốt khô đó là những kẻ đã dẫn dụ ta đi vào lạc tiên cốc này người cũng vậy một khi đã vào đây đừng mong toàn mạng quay trở ra ha ha gã phát hoàng những nhân vật này đã bị lão hạ sát thanh âm nọ vang đến gần hơn, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, bất kỳ ai dám đối đầu với ta đều phải chịu chung một số phận. Ta đã nhịn đói lâu ngày rồi, ngươi nên ngoan ngoãn tạo cho ta một bữa ăn kỳ thú. Đến đây này, ha, ha, sột, soạt, bây giờ gã không còn sợ những bộ cốt khô nữa. Gã chạy bừa qua khu vực đó. ào những đoạn xương bị gã đạp liền vỡ vụn. Dốp, dốp gã vẫn chạy áo, nhân vật nọ gầm vang điều gì phi thiên nhất ma này đã quyết đố kẻ nào dám cãi lại đỡ vù tuy không sợ bốn chữ phi thiên nhất ma nhưng do sợ ngọn kình quá uy mãnh của nhân vật nọ gã chạy thục mạng bất thần do không tránh kịp một khô lâu trắng hếu gã đạp vào và bị trượt chân phịch chính lúc đó ngọn kình của nhân vật nọ ập đến gã ầm hự ảo chấn kinh đẩy gã đi thật xa và lần này gã phải học lên một tiếng kêu đau đớn. Gã nằm yên bất động và lo sợ sự xuất hiện bất kỳ lúc nào của nhân vật nọ. Tuy nhiên, dù nằm đã lâu, gã vẫn chưa phát hiện điều gì đáng nghi. Nghĩ lại chuyện lúc này, gã mừng thầm. Lão không phải người đã lập nên trận đồ này. Bất quá, do bị giam hãm nhiều năm và không chết nên lão tự mày mò tìm được phương thức di chuyển trong trận lão sẽ không nhìn thấy ta xuyên qua trận nếu ta không đứng lên. Thông suốt điều này, gã vẫn nằm và dùng tứ chi để bò. Sột, soạt, tiếng động do gã bò không ngờ lại giống với nhân vật nọ đã từng tạo ra. Điều này làm cho gã phải nghĩ, phải chăng nhân vật nọ cũng đã từng bò lê như gã lúc này. Mày nghĩ về điều này nên gã phải giật mình khi nghe nhân vật nọ kêu lên giận dữ. Tiểu oa nhi ngươi vẫn chưa chết tiếp đó là tiếng động do nhân vật nọ tạo ra lại vang lên sột soạt biết đang bị nhân vật nọ đuổi theo gã chợt nghĩ lão luôn phát hiện ra phương vị của ta mỗi khi ta lên tiếng sao ta không sớm nghĩ đến điều này lập tức gã bò chậm lại và để an toàn hơn gã vừa bò thật êm vừa đổi hướng liên tục sau vài lần như vậy gã không còn nghe tiếng động do nhân vật nọ tạo ra nữa biết đã qua được thính giác của đối phương gã quyết bò xa hơn. Được một lúc, đầu gã bỗng va vào vật cứng. Bốp, dù đau đến nổ đom đóm mắt nhưng gã vẫn cố nhịn, không để bật lên tiếng kêu nào. Đưa tay sờ vào vật đó, gã nhận ra đó là một thân cây. Một ý nghĩ chợt đến, gã nhẹ nhàng tìm cách leo lên cây. Đầu tiên, để nhân vật nọ không thể nhìn thấy, gã bò vòng ra phía sau thân cây. Sau đó, cố ý nép sát vào thân cây, gã từ từ đứng lên. Không nghe bất kỳ thanh âm nào chứng tỏ đã bị nhân vật nọ nhìn thấy, gã thoăn thoát leo lên. Khi leo lên đã cao, gã nhìn xuống và kinh hoàng. Do kinh hoàng, gã vội vàng ẩn người vào tàn lá cây dày đặc của chính thân cây gã đang leo. Khi biết chắc đã ẩn kín, gã đưa mắt nhìn xuống. Và gã hoàn toàn nhìn rõ nhân vật nọ, người vừa tự xưng là phi thiên nhất ma nếu gã chưa từng nghe nhân vật nọ phát thoại, nếu gã chưa trải qua đôi ba phen suýt bị nguy đến tính mạng dưới trưởng kinh của nhân vật nọ. Có lẽ gã không bao giờ dám nghĩ hình hài mà gã đang nhìn thấy là hình hài của một con người. Thứ nhất, người nọ hoàn toàn lõa thể, và để tạm che thân hình, tóc của người nọ vừa dài vừa bẩn, thật bẩn cứ xõa kín dọc theo thân, đồng thời như muốn che lấp cả chân diện. Thứ hai, cách di chuyển của nhân vật đó, trông thật thê thảm do nhân vật đó không có y phục nên gã nhìn rất rõ phần hai chi của nhân vật đó không những gầy trơ xương mà dường như còn bị bất động nữa nhân vật kỳ hình dị dạng nọ vẫn tiếp tục di chuyển có nghĩa là vẫn tiếp tục kiếm tìm gã qua đó gã thấy nhân vật nọ chỉ có thể di chuyển bằng đôi tay và mỗi lần di chuyển như vậy phần chi dưới của nhân vật nọ lẽ đương nhiên phải được kéo lê theo sau cọ vào mặt đất tạo nên những tiếng động kỳ quái sột xoạt, mục kích thảm cảnh này gã suýt mùi lòng thương hại cho nhân vật nọ tuy nhiên nhân vật nọ chợt quát lên tiếng quát của nhân vật đó khiến gã phải lập tức nhận thức rằng nếu gã thương hại đối phương chính là tự hại bản thân nhân vật nọ quát ngươi trốn đâu cho khỏi tay ta được ngươi cứ trốn đi đừng để ta bắt gặp một khi lọt vào tay ta, trước khi ăn tươi nuốt sống ngươi ta nhất định sẽ cho ngươi nếm đủ trăm bề khổ sở. Gã hiểu và hiểu thật minh bạch phi thiên nhất ma quả là đang bị trận đồ giam giữ. Lão bị giam quá lâu đến nỗi y phục cũng bị thời gian phá hủy. Kế đó, để chi trì sinh mạng và kéo dài suốt 50 năm, lão sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai vô phúc đi lạc vào trận đồ. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có người lạc bước đến đây do đó, lão phải đói. Và mỗi khi có dịp, như lúc này chẳng hạn, chính gã lọt vào đây và đã bị lão phát hiện, lão nhất định không buông tha gã. Gã sẽ là một miếng mồi duy nhất của lão lúc này, chỉ ít cũng giúp lão kéo dài cuộc sống, tệ lắm cũng là một tuần trang. Sau đó lão sẽ chờ một nạn nhân khác, một người nào đó cũng sẽ lâm vào tình trạng của gã hiện giờ. Gã lo sợ bởi ngay lúc này phương thức di chuyển trong trận do bạch diện quái nhân chỉ điểm đã hoàn toàn sai lạc và nếu tình thế này cứ kéo dài rồi cũng đến lúc gã bị phi thiên nhất ma tóm bát nghĩ đến đây gã bỗng giật mình khoan đã tình cảnh của ta vẫn chưa phải vô vọng nhìn kìa không phải lão quái nhân đang dịch chuyển theo một phương thức cố định sao gã nhìn và bắt đầu le lói một tia hy vọng Phi Thiên Nhất Ma dù đang di chuyển bằng hai tay nhưng vẫn đi theo một cung cách không đổi. Tiến lên hai, lùi một, dịch phải ba, tiến lên một, dịch qua tả một, cứ thế lảo đảo vòng qua thân cây gã đang nấp và đi vượt qua. Gã chợt hiểu đó là cách di chuyển trong trận vào lúc này và là cách hoàn toàn khác với cách đã được Bạch Diện Quái Nhân chỉ điểm. Chờ bóng dáng của Phi Thiên Nhất Ma hoàn toàn khuất do quá nôn nóng, gã tụt khỏi thân cây quá nhanh. Sột có tiếng động vang lên do chính gã tạo ra. Lập tức có tiếng cười đắc ý của phi thiên nhất ma. Người giỏi thật đấy, tiểu oa nhi. Đến ta cũng không ngờ ngươi quá linh lợi, đã trèo lên cây cao để lẩn tránh ta. Lần này thì ngươi phải chết. Ha, ha, cùng với chàng cười, một luồng hấp lực cực mạnh liền cuộn vào gã. Vù, tuy kinh hoàng nhưng gã vẫn cố gắng thực hiện điều mà gã vừa định tâm gã dịch chuyển theo cách đã nhìn thấy phi thiên nhất ma di chuyển. ảo nhận định của gã hoàn toàn đúng chỉ sau hai lượt say người gã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của phi thiên nhất ma và thế là hấp lực do phi thiên nhất ma tạo ra hoàn toàn vô tác dụng với gã ảo có tiếng phi thiên nhất ma phẫn nộ ngươi còn dám chạy ư đứng lại sột soạt lão đang cật lực đuổi theo gã tuy nhiên do đây là trong trận đồ muốn di chuyển hay muốn đuổi theo phải di chuyển đúng cách trong khi lão chỉ có thể di chuyển bằng lê đôi chân gã nhàn nhã di chuyển bằng đôi chân gã đương nhiên phải di chuyển nhanh hơn do đó thủy chung phi thiên nhất ma vẫn không có cách nào đuổi kịp gã gã tạm dừng lại khi không còn nghe tiếng động từ phía phi thiên nhất ma nữa và gã nghe văng vẳng có tiếng thóa mạ của lão xúc sinh năm mươi năm qua chưa có kẻ nào làm cho ta phải mệt như ngươi lúc này đợi đấy ở trong trận đồ này kẻ luôn thắng thế chính là ta gã buột miệng kêu to lão luôn thắng ư lão chớ lầm ta cũng biết cách di chuyển trong trận chẳng kém gì lão không tin ta vẫn đứng đây chờ lão lão thử bắt ta xem ha ha ta đã nhìn thấy ngươi rồi lần này đố ngươi thoát ha ha sột, soạt, do đã biết cách di chuyển trong trận nên một khi lão nhìn thấy gã thì gã cũng nhìn thấy đối phương. Diện đối diện, gã rúng động khi bất ngờ đưa mục quang, nhìn vào cái mồm há hốc thèm khát của lão. Và gã cũng nhìn thấy bàn tay của lão đưa ra để chộp mạnh vào khoảng không. Vù, có hấp lực xuất hiện, chứng tỏ hấp lực đó là do cái chộp của phi thiên nhất ma tạo ra. Gã lập tức xoay người, di chuyển theo cách của chính lão. Ào, hấp lực trượt mục tiêu, gã không còn nhìn thấy lão nữa. Cũng vậy, vì bất ngờ không nhìn thấy gã, phi thiên nhất ma gầm vang, người đã biết cách di chuyển trong trận. Ai chỉ cho ngươi? Gã lên tiếng, là lão chỉ cho ta. Lúc nấp ở trên cây, ta đã sột. Lão bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh gã và cất tiếng gầm gừ chúng. Vù, gã tuy lo ngại nhưng vẫn đưa chân dịch chuyển. Ào có bị trận đồ giam hãm cũng hay, gã chỉ cần khẽ dịch chuyển theo đúng phương thức đã biết lập tức thoát khỏi trưởng kinh của đối phương. Phẫn nộ, phi thiên nhất ma quyết liệt di chuyển bám theo. Thử xem ngươi chạy được bao lâu. Hừ, sột, soạt, gã thoăn thoát chuyển người, đi càng lúc càng xa. Ào, ngỡ đã đi đủ xa, gã dừng lại. Nào ngờ, ngay bên cạnh gã bỗng có tiếng động. Soạt, giật mình, gã định đảo người. Thật may, nhờ gã đã di chuyển đúng cách của trận đồ nên ánh dương quang đang soi tỏ mọi vật dưới mắt gã. Bằng một cái nhìn cực nhanh, gã phát hiện tiếng động lạ vừa rồi không phải là do phi thiên nhất ma tạo ra. Trái lại, rúc giữa một bụi rậm, một con thỏ rừng đang đưa mắt nhìn ngơ ngác nhìn quanh. Biết con thỏ đã lạc vào trận đồ và qua đôi mắt ngơ ngác kia của con thỏ, gã cũng biết bản thân con thỏ đang nhìn thấy ảo giác do trận đồ biến động sinh ra gã len lén thò tay và dễ dàng bắt lấy con thỏ chóe bị tóm bất chợt con thỏ bật lên tiếng kêu sợ hãi gã ôm con thỏ vào lòng lầm thầm nói với con thỏ yên tâm ta sẽ không hại ngươi bây giờ để ta đưa ngươi đi khỏi nơi này mới nói đến đây gã lại nghe thêm một tiếng động khác sột ngỡ lại thêm một con vật xấu số nữa gã quay người về phía có tiếng động ha 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 phi thiên nhất ma ung dung điểm vào huyệt đạo gã Trương nam phi thiên nhất ma nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đưa tay tóm lấy con thỏ vẫn còn bị gã ôm giữ phi thiên nhất ma diễu cợt ngươi định đi khỏi nơi này nếu dễ như vậy ta đâu đã bị giam hãm ở đây những năm mươi năm không lý gì đến gã phi thiên nhất ma dùng tay xé nhanh con thỏ làm đôi phượt nhìn con thỏ dẫy chết gã phẫn nộ. Sao lão độc ác đến vậy? Con vật có tội gì? Lão đang há miệng hứng lấy máu huyết của con thỏ. Đợi nuốt xuống một ngụm, lão bảo. Người cứ thử bị giam giữ như ta ắt sẽ biết tóm được một con vật bất kỳ nào đó sẽ có lợi như thế nào. Chưa đâu, thịt thú vẫn không thơm và không ngọt bằng thịt người cũng như ngươi, bất kỳ con thú nào lọt vào đây, nếu không làm vật thực cho ta cũng phải rúc vào một xó nào đó rồi chết. Chà, ngon quá, lão ngoạm một miếng rõ to vào thịt con vật, nhìn lão nhai và nuốt một cách ngon lành gã chỉ muốn lộn mửa vì kinh tởm. Phát hiện vẻ mặt của gã, phi thiên nhất ma nháy mắt. Rồi sẽ đến lượt ngươi cũng phải ăn như ta, nếu ngươi đã bị giam hãm như ta gã nhổ nước bọt ta tha chết, quyết không có những hành vi kinh tởm như lão. Lão bĩu môi, chuyện đó còn phải xét lại. Người đừng tưởng trong trận đồ là sẽ thoát. Cho ngươi hay, đây là trận trong trận. Phải mất 20 năm ta mới thức ngộ đi yêu đó. Ngoài lớp trận này, người sẽ bị giam vào lớp trận kế tiếp. Ta suýt bị như vậy một lần, nên từ đó ta đành chấp nhận chỉ quanh quẩn ở trong một trận cũng may, mạng ta vẫn còn dài, chậm lắm là một hai tuần chăng cũng có một con thú hoặc một người xấu số như ngươi tự chui đầu vào nạp mạng. Lão đói đã lâu, vì thế chỉ trong chốc lát đã ăn hết nửa con thỏ. Thấy lão thòm thèm nhìn nửa con thỏ còn lại, gã lo sợ. Và đúng như mối lo sợ của gã, lão lên tiếng. Mọi khi, ta chỉ ăn nữa, để dành một nửa cho hôm khác nhưng lúc này trong tay ta còn có ngươi, có lẽ ta phải tự thưởng cho ta một bữa no thỏa. Hà, hà, vừa cười lão vừa đưa nữa con thỏ còn lại lên miệng. Nghĩ đến bản thân rồi sẽ bị lão ăn tươi nuốt sống như vậy, bất giác gã bước lùi. Thật lạ, dù đã bị phi thiên nhất ma điểm huyệt nhưng qua cử chỉ vừa rồi gã vẫn cử động được. Phi thiên nhất ma cũng nhìn thấy hiện tượng đó, nên kêu, người có thể tự giải huyệt ư sao có thể như thế được? Lão vươn tay dính đầy máu, chộp vào gã. Vù, gã dịch chuyển, ào, bất ngờ, gã mừng rỡ kêu lên, aha, ha, võ công ta đã tự khôi phục. Đúng vậy, nếu lần bị bạch diện quái nhân dùng thủ pháp độc môn điểm huyệt làm cho võ công gã bị thất tán thì lần này lối chế trụ huyệt đạo của phi thiên nhất ma lại vô tình giải tỏa cấm chế giúp gã. Thấy gã chạy thoát, phi thiên nhất ma giận dữ, người cũng biết võ công vậy là ngươi tự ý đi vào đây không hề bị ai thúc bách đã có võ công trở lại gã dạn dĩ di chuyển quanh chỗ phi thiên nhất ma biết võ công thì đúng nhưng tự ý đi vào là sai ta nói thật nếu không có người cưỡng bách có lẽ đến chết ta vẫn không biết trên đời này có một nơi được gọi là lạc tiên cốc và cũng không bao giờ biết một ác ma đáng kinh tởm như lão dựa theo hướng phát thoại của gã phi thiên nhất ma bám theo sột soạt nhưng lần này gã di chuyển linh hoạt hơn khiến lão chỉ phí công vô ích không làm gì được gã phi thiên nhất ma phẫn nộ được dù ngươi thoát hôm nay vẫn không thoát ngày mai ta đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc ngươi kiệt quệ hừ gã ứng tiếng đáp lại lão chớ vọng tưởng điều đó với cách thức di chuyển của lão ta sẽ thoát lớp trận này sau đó với cách thức ta đã vào trận ta sẽ thoát lớp trận kế tiếp lão và ta sẽ không bao giờ gặp lại vĩnh biệt dứt lời gã dịch truyền kịp lúc tránh thoát một cú chộp bất ngờ do lão nhân lúc gã nói đã âm thầm tiến đến ào vù gã bỏ đi tai nghe tiếng lão gọi theo nếu ngươi biết cách thoát thân hãy nói cho ta nghe ta hứa sẽ không hại mạng ngươi lời hứa của lão hoàn toàn không đáng tin, gã biết như vậy nên tiếp tục bỏ đi. Được một lúc, gã hoàn toàn quá tin tưởng vào bản thân. Quanh gã lúc này chỉ toàn là ảo giác, chứng tỏ gã đã đi sai phương vị. Dù đã thử di chuyển theo cách của Phi Thiên Nhất Ma hoặc của Bạch Diện Quái Nhân Thủy Chung, gã chỉ gặp toàn là ảo giác với ảo giác. Thất kinh, gã dừng lại và ngẫm nghĩ, hay đây là một trận thế khác? hướng nhập trận như bạch diện quái nhân đã đưa ta đến có lẽ là hướng chỉ có hai lớp trận. Sau đó, vì ta đã đi lạc qua hướng khác và là hướng có ba lớp trận như lão phi thiên đã nói. Nguy tai, không lẽ sẽ đến lượt ta bị giam hãm nơi này suốt đời. Còn một sự kiện khác nữa đang xảy đến làm gã thêm thất kinh. Đó là vầng dương đã tắt lịm, quanh gã bắt đầu có sự hiện hữu của bóng tối lo lắng gã ngồi xuống và đành chấp nhận thực tại gã tự nhủ đằng nào ta cũng phải chờ đến lúc sáng tỏ ta nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho lại sức thì hơn gã tựa lưng vào một khối đá và thiếp đi sột một tiếng động làm gã giật mình trong đêm đen gã quờ tay và vô tình tóm chúng vào một con thỏ Mường tượng cảnh con thỏ này rồi sẽ chết ở đây, do không thể thoát một trận đồ có quá nhiều lớp trận, gã chép miệng, ta không muốn hại ngươi. Nhưng nếu không có vật thực ta sẽ chết, đằng nào ngươi cũng chết, hãy giúp ta. Hy vọng ngươi sẽ mau chóng đổi sang kiếp khác sung sướng hơn. Nhưng nghĩ đến phải ăn sống con vật này, gã kinh tởm và chỉ muốn buông tha con vật tội nghiệp. Tuy nhiên, gã bất ngờ reo lên, ta đâu cần phải ăn thịt sống. Ta có mang theo vật đánh lửa, ta có thể nướng lên rồi ăn." Gã cho tay vào người và lấy ra vật đánh lửa, để dành tay đánh lửa, gã miễn cưỡng hạ thủ con thú. Ngọn lửa cháy bùng lên, vừa tạo hơi ấm vừa giúp gã một bữa ăn chín. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi, đến nỗi thanh âm của lão Phi Thiên rồi cũng phải vọng đến, "Sao bảo ngươi đi khỏi nơi này? Ngươi không thoát phải không?" "Chà, ngươi cũng biết hưởng thụ đấy." lâu lắm rồi ta không được ngửi mùi thịt nướng thân quen này sao ngươi không đến đây và chia cho ta một miếng gã trêu chọc lão nếu lão muốn thì cứ tự tìm đến không như lão ta đã nướng nguyên con thỏ một mình ta dù ăn không hết vẫn phải cố thôi phải một lúc sau đó gã mới nghe tiếng lão đáp lời hà hà ngươi kẹt vào lớp trận khác rồi trừ phi ngươi tự nghĩ ra cách quay lại, bằng không ngươi sẽ mãi mãi bị giam giữ ở đấy. Gã ẩm ừ, không có lão nói, ta vẫn biết rõ như vậy. Còn lão, thịt nướng thơm ngon như thế này, lão có muốn nếm thử không? Để chọc tức lão, gã cố tình nhai ngồm ngoàm và chép miệng khen mãi, trà. Mùi vị đương nhiên phải khác xa thịt sống. Lão không muốn thử à, do không thể tìm đến vì không dám mạo hiểm, lão phi thiên thoá mạ, được lần này ta cho cậu oa nhi ngươi đắc ý để đến lúc ngươi không còn tình cờ tóm được bất kỳ con thú nào nữa thủ xem người bị giam trong trận như ngươi và người thong thả như ta ai sẽ cười ai hừ nghe lão nói gã kinh sợ vì sự thật rồi sẽ đúng như lão nói nếu gã không sớm nghĩ cách thoát khỏi lớp trận này việc may mắn tóm đúng một con thú như lần này sẽ khó lòng có được lần thứ hai gã ăn chỉ một phần con thỏ chừa lại khá nhiều để phòng đến những ngày sau đêm đó gã hầu như không ngủ gã nghĩ mãi về những gì bạch diện quái nhân đã cho gã biết có liên quan đến thuật kỳ môn có những lúc gã tưởng như đã thấu chiết nhưng khi nghĩ lại gã cảm thấy không đúng cứ thế gã nhìn trời sáng dần nhìn quanh gã chợt hô hoán lão thịt sống lão có nghe ta gọi không lập tức ở phía bên tả gã có tiếng lão phi thiên đáp lời gì đó thằng bé thịt nướng người kinh hãi rồi sao định rõ phương vị phát thoại của lão gã thử dịch truyền nào ngờ đất trời đảo lộn mọi toan tính của gã hóa ra đều hỏng gã hoảng sợ đứng yên không nghe tiếng gã hồi đáp lão phi thiên bật cười ta biết ngươi đang tìm cách thoát trận đừng quá vọng tưởng tiểu oa nhi thịt nướng ạ à, trừ phi ngươi có đôi chút kiến văn về kỳ môn trận thế như ta gã cuống quýt lão biết như thế nào hãy chỉ cho ta với ta vẫn chừa phần thịt nướng cho lão đây ha ha với kiến thức hằng mấy mươi năm như ta không lẽ chỉ để đánh đổi một mẫu thịt nướng ngươi xem phi thiên nhất ma danh vang thiên hạ nhẹ thế sao gã bực tức lão không nói thì thôi đừng nghĩ ta không biết gì về kỳ môn trận thế mà lầm người biết thật ư vậy cứ tự tìm lấy cách thoát đừng kêu ta nữa gã lập mẹo ta biết tuy không nhiều nhưng lão nghĩ xem hạng người như ta dám tự ý xông vào lạc tiên cốc thì ta phải tinh thông như thế nào về kỳ môn trận thế lão phi thiên vô tình lầm kế của gã người tự ý xông vào thật ư để làm gì gã cười thầm lão có bao giờ nghe nói đến bạch vân bí kíp Ta vào đây là để tìm bí kíp đó." Có tiếng lão phẫn nộ, là công phu của Bạch Vân Môn. "Gã hoang mang, Bạch Vân Môn, sao nghe nói đó là vật của Bạch Diện Quái Nhân, hừ. Gọi là Bạch Diện Quái Nhân đều dùng giả diện che kín khuôn mặt. Cũng bọn Bạch Vân Môn này đã có phần dẫn dụ ta vào đây." "Ha, ha, không ngờ trận Hạo Kiếp năm xưa đã làm cho Bạch Vân bí kíp của Bạch Vân Môn phải bị thất lạc trong trận này." gã kinh nghi, lão nhiều lần nhắc đến việc lão bị dẫn dụ, là ai đã lập ra trận này. Lão rít lên the thế, còn ai khác ngoài kẻ ném đá giấu tay, vừa muốn loại bỏ ta vừa muốn diệt bớt nguyên khí của bọn võ lâm các phái, kẻ nào, ngươi có bao giờ nghe vũ nội tam tổ, vũ nội tam tổ? Chưa, họ là ai? Lão thở phì phì, ngươi đã không biết, ta có nói cũng vô ích, khoan đã có một nhân vật được gọi là xạ hồn lão tổ, người biết hắn. Gã nói bừa, nào chỉ biết không thôi. Ta suýt bị xạ nguyên châm của lão này gây hại. Bất ngờ có tiếng lão phi thiên bật cười, người nghĩ ngươi là ai mà phải đích thân xạ hồn lão tổ đối phó. Gã chống chế, tuy không do lão ta phát xạ nhưng đó đúng là xạ nguyên châm. Ngoài ra ta còn nhìn thấy xạ hồn tiêu nữa, xạ hồn tiêu. Hừ vậy thì đúng là xạ hồn lão tổ rồi y còn sống tốt đợi đến lúc ta thoát nơi này nhất định ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi không bỏ lỡ cơ hội gã nói cả ta cũng muốn thoát nếu vậy sao lão không đem kiến văn về kỳ môn trận thế của lão hợp với phần hiểu biết của ta để hai ta cùng thoát lão phì cười nói qua nói lại ngươi cũng chỉ nghĩ đến ngươi thôi gã cũng cười ta và lão cùng có lợi, lão không muốn sao được. trước hết ta cần biết về kiến văn của ngươi đã thế nào, ngươi đã vào trận như thế nào, biết mà vờ như không. gã dùng phương châm của bạch diện quái nhân để đưa lão phi thiên vào chồng qua chiêm nghiệm, ta biết lớp trận bên ngoài chính là nghịch đảo bát quái trận, do đó cứ lấy nghịch làm thuận và ngược lại, tất sẽ phá giải trận thế. lão cười nhẹ, ngươi nói sao mà dễ dàng. Nếu chỉ là nghịch đảo bát quái trận có lý nào 50 năm trước người của các phái cũng bị bọn Vũ Nội Tam tổ lùa như lùa thú vào bẫy? Gã mỉm cười, lúc nãy ta chưa nói hết, tuy là trận bát quái nhưng do địa hình có thêm quả núi nên vô hình chung đã biến thành Cửu cung nghịch trận. Khi quay lưng về phía núi thì đó là trận bát quái, lúc đầu mắt nhìn về núi thì lại là trận Cửu cung. Đạo lý này nếu không có kiến văn nguyên bác tất phải bị rối loạn. Lão bật cười, khá lắm. Quả nhiên ngươi cũng có chút hiểu biết về trận thế. Bọn vũ nội tam tổ cũng biết nên đã cố tình lập thành ba trận lồng vào nhau. Ngươi thử đoán xem, ở bên ngơ ai vừa là cửu cung vừa là bát quái trận thì ở tầng kế tiếp phải là trận thế gì? Gã ngơ ngác, là ngũ hành ư, sai. Lúc trước ta cũng nghĩ như ngươi nên suýt mất mạng thật sự thì cửu bát thất thập nhị 9 lần 8 72, người nghĩ gì về thất thập nhị hiền có đề cập trong tứ thư ngũ kinh, thất thập nhị. Nếu lấy cửu bát làm tránh thì có tất cả 9 phương vị. 72, 2 lần tam thập lục 36 tứ cửu tam thập lục. Là tứ tượng, không sai. Chính là tứ tượng, nhưng đáng tiếc tứ tượng nhưng không phải tứ tượng. Gã bật gieo, đương nhiên là không phải rồi vì dù thế nào đi nữa quả núi vẫn có tác dụng của nó tứ thêm một chính là ngũ không có quả núi ngũ mất một còn lại tứ ta nghĩ ra rồi ha ha gã lập tức dịch truyền ào và gã lập tức diện đối diện với lão phi thiên đang cười đắc ý người nghĩ ra càng tốt mau nạp mạng nào lão vươn tay vù do bất ngờ gã bị lão chộp phải Tuy nhiên, lão phi thiên phải bật kêu do phát hiện gã vừa nhẹ nhàng thoát ra, người biết cách di rời huyệt đạo. Gã lạng người qua một bên và kịp chìa màu thịt nướng cho lão, phần của lão đây. Trừ phi lão đã quen mùi thịt sống thì không còn gì để nói. Gã di chuyển quá linh hoạt, khiến cái chộp kế đó của lão phi thiên quả nhiên chỉ chộp vào màu thịt nướng. Bộp, đã thoát, gã lập tức lên tiếng lão đừng quên ta cũng biết cách di chuyển trong trận như lão dù lão có bản lãnh cao hơn ta trăm lần nhưng đây là trận đồ lão có đuổi theo ta cũng vô ích đó là sự thật lão phi thiên thở dài ngươi là kẻ duy nhất dám đùa bỡn với ta nhưng không sao có ngươi làm bầu bạn cũng tốt ta đỡ cô quạnh gã giật mình sao ta phải cùng lão bầu bạn lão cười lạnh vì có điều này ta e ngươi chưa biết trận là do vũ nội tam tuyệt lập nhưng đồng thời với bọn chúng, lão quỷ đồ nho mà mọi người gọi là nho tiên cũng đã lập thêm một trận nữa xen vào giữa. Do đó, đến bọn vũ nội tam tuyệt dù có muốn cũng không bao giờ dám tự ý xông vào chốn này. Người cũng vậy, đừng trông chờ ngày thoát thân. Gã sững sờ, nho tiên. Có một nhân vật tự xưng là tiên thật sao? lão phi thiên bĩu môi có ma có quỷ và có phật sao lại không có tiên ma phải phi thiên nhất ma là ta còn quỷ vọng thiên nhị quỷ phật tây phương tam phật vậy tiên là chính là nho tiên chỉ có một nho tiên thôi sao vậy ngươi tưởng đến mấy nho tiên đã có đến nhị quỷ tam phật thì lão phi thiên bật cười ngươi sai rồi nhất nhị tam tứ đây chỉ là thứ bậc chứ nào có đến hai quỷ ba phật bốn tiên nếu là vậy, 50 năm trước các phái đâu cần dồn lực vây hãm ta, chỉ cần bọn Phật tiên ra tay là đủ mất mạng rồi, vậy là chỉ có một ma, một quỷ, một Phật, và một tiên. Sao phải kể lão vào hàng thứ nhất? Lão phi thiên đắc ý, vì so về công phu, ta đứng hàng đầu. Gã lùi lại và bất ngờ dịch chuyển chui lăn vào trận.